Có người người ta cái tâm người ta tốt, người ta không có làm điều gì sai quấy, nhưng có thể vì một lý do nào đó mình bực bội, mình ganh tị, mình vì lý do nào đó mà mình đang tâm mình hại người đó. Nhưng mà hại bằng cách nào? Hại bằng cách là mình nói những cái điều không lành, làm những điều không tốt đối với họ. Nhưng mà trước sau, tại vì họ là người thanh tịnh cho nên không bị cấu uế, không bị phiền não, không bị hại, mà ngược lại cái người chịu quả khổ chính là mình. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, chương thứ 8, Đức Phật cũng có dạy cái này. Nghĩa là người ác mà hại người hiền á, chẳng khác nào như ngước mặt trên trời mà phun nước miếng. Thì cái đó nó rơi vào ai? Nó rơi ngược lại mình. Cũng như vậy, rồi cũng một trường, rồi Đức Phật đưa cái thí dụ thứ hai. Người ác hại người hiền chẳng khác nào ngửa mặt trên trời phun nước miếng. Cũng như người đi ngược gió mà tung bụi. Mình đi ngược với gió mình tung bụi thì bụi bay là ai? Bụi bay là chính mình. Thì người xấu người ác cũng như vậy. Cho nên trên đời này mình có thể làm bất cứ điều gì, mình có thể nói bất cứ điều gì tác hại đến người khác, nhưng mà thủy chung cái gì mà nó chân thật thì nó bất hư. Trước sau gì mọi việc nó cũng sẽ được phơi bày do cái tâm xấu ác của mình. Mà cuối cùng cái quả là do mình chịu. Có nhiều khi mình tức một người nào đó, mình chửi họ, mình nói những cái lời không có dễ thương, thì mình đối, đặc biệt là đối với những người có đạo hạnh, có đức hạnh hay những người tu tập. À, quý vị thấy ngày xưa cái câu chuyện mà con sư tử trọng pháp đó, quý vị nhớ con sư tử trọng pháp đó, ở trong rừng có một con sư tử, nó có cái bộ lông đẹp lắm, và hàng ngày nó thường đến bên cạnh một vị thầy tu ngồi trong rừng để nó nghe pháp, hoặc là khi thầy đó đọc kinh nó ngầm nó nghe. Thì một hôm ông vua mới thông báo là ai mà giết được con cọp đó, đem cái bộ lông, à, để giết con sư tử đó mà đem cái bộ lông về là ông trọng thưởng. Thì có một ông thợ săn, ông tìm hiểu thì cuối cùng ông biết rằng trong cái rừng đó cái con sư tử mà họ đang đi tìm nó nằm ở trong cái khu rừng đó, và thường ngày nó đến bên cạnh một vị thầy để nó nghe pháp. Thì một hôm ông thợ săn chờ ông thầy đó đi vắng, thì ổng mặc cái áo tu vào, ổng ngồi ngay đó. Thì con sư tử nó đâu có biết, nó thấy áo tu thì nó tới thôi. Thì khi nó tới gần thì cái ông thợ săn mới giương cung và giết con sư tử đó. Thì trong cái lúc con sư tử bị thương và nó ngó lại thì nó nhìn kỹ thì nó biết rằng đây không phải là ông thầy mà nó thường gặp mỗi ngày, và cái người mà đang hại nó. Cho nên nó đủ sức để nó vung lên, nó có thể nó vồ tới nó giết chết cái người thầy tu đó, giả đó, ông thợ săn đó. Nhưng nó nhìn lại, nó vẫn biết rằng trên áo ông thầy đó vẫn đang mặc một chiếc áo của người tu, và nó không dám làm động. Và cuối cùng nó chết ở trong cái, nó chết vì nó kính trọng cái bộ y đó. Thì ở đây á, cái câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta rằng tất cả mọi người ai cũng có cái đạo hạnh, có thể là họ hoặc là chúng ta kính nể họ qua một cái sắc áo mà họ họ tu tập, họ đang mặc. Còn cái chuyện họ có tu tập hay không, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mình làm cái việc của mình trước, mình thấy một cái người có mặc áo tu thì chúng ta cứ kính trọng, vì thủy chung họ vẫn là một con người. Cho nên ngày hạnh của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Mình kính cái đã, còn người đó không có việc, không có làm điều gì hay để mình ca ngợi thì không ca ngợi, nhưng mà mình vẫn kính vì đó là một con người. Cho nên trong cuộc đời này mình giận nhau, mình giận nhau có nói gì đi nữa, đừng dùng những cái lời thô để chửi rủa nhau, mắng xả nhau, tại vì đó là cái kết oán. Cái đó là cái kết oán mà mình chửi rủa người đó đó, mà nếu mà người đó mà không có phải đúng như cái gì mình nói đó thì mình lại càng mang khẩu nghiệp hơn. Mình học Phật á, mình học Phật á, mình tin nhân quả đó,
Thì mình phải nhớ rằng nó có ba chỗ, ba con đường để mình tạo nghiệp. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân là gì? Là mình làm hại người đó. Thí dụ như người ta đang đi vậy đó, mình biết người ta đang đi, mình để đồ cho người ta té chơi vậy đó. Đó, hay là mình làm hại người đó bằng một cái hình thức nào đó do mình làm, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là thân nghiệp. Còn khẩu nghiệp là gì? Tức là những gì mà chúng ta nói, những chuyện nói xấu, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt. Mình đến người này, mình nói theo người này. Mình đến người kia, mình nói theo người kia. Mục đích là mình làm ly gián, chia rẽ mọi người, cho người này hận thù người kia, cho người kia hiềm khích người kia. Đó là cái lỗi ở cái khẩu, cái miệng của mình. Mà cái tội đó là tội hai lưỡi, đâm thọc. Nói đơn giản theo thế gian bây giờ là tội đâm thọc. Rồi ác khẩu là chửi rủa. Thưa đại chúng, người đời á, người đời á, người ta chửi thề, người ta chửi tục đã nghe khó nghe rồi, đã là khó nghe rồi, huống chi mình là một Phật tử. Mình là Phật tử, tháng nào ta cũng biết mình đi chùa, tuần nào tôi cũng biết mình nghe giảng, mà thậm chí ở nhà mình mở giảng, mình mở pháp thoại nghe hàng ngày. Mà đụng chuyện một cái thì thôi, vô số cái chữ nghĩa mà nó không có lành mạnh, chửi bới lên, thì người ta nghĩ mình sao? Mặc dù người ta không nói gì nhưng mà người ta hiểu rồi đó. Ta hiểu cái tâm, cái cách sống của mình rồi đó. Thành thử ra mình nghe pháp, mình phải thể hiện một cái điều gì mà mình thấm nhập, mà chuyển hóa căn bản nhất của con người. Đó là chuyển hóa những cái thô. Cái tế thì khó đó, tại vì nó còn vi tế quá đi. Thí dụ nè, thường ngày là mình hay giận, nhưng mà lúc này tu tập nhiều và bớt giận rồi, hơi hờn thôi. Hờn là cái gì? Cái buồn buồn trong lòng nhẹ nhẹ vậy thôi, không có nói ra. Còn giận là nó biểu lộ. Giận là nó biểu lộ, nó tức, nó giận, nó đập, nó phá, nó biểu lộ. Nhưng mình tu rồi, mấy chục năm rồi, đừng nói mình là người xuất gia cũng có, mình là người thường Phật tử tại gia cũng có, nhưng làm gì làm, chúng ta đều đã là người học Phật. Thì chúng ta phải, mình đều nói cái chỗ nhân quả, mà chúng ta không sợ cái ác khẩu. Chúng ta chửi bới, chúng ta dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Mình chưa bao giờ nói chuyện đó với người đó, mà đi nói với người kia, nói tôi nói vậy, cái người đó nói thế này thế kia. Có phải mình làm ra những cái việc mà nó không cần thiết không? Rồi tội lỗi ai mang? Cũng mình mang. Cho nên á, tất cả quý vị muốn biết, mở kinh Nhân Quả ra đọc. Kinh phân biệt nghiệp báo ở trong kinh Tạng có đầy đủ. Ngạ Nan hỏi Đức Phật, tại sao đời này có người được thế này, cũng là con người, mà tại sao người đẹp kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, người được kính trọng kẻ bị khinh khí, người thì được tin tưởng thì người không ai tin tưởng? Nó đều có cái nhân hết, nó đều có cái nhân hết. Rồi thì chúng ta tạo thì chúng ta gặp quả. Cho nên nói hại người không ác tâm, người ta không có tâm ác, nhưng mình vẫn đi tìm cách hại người. Người thanh tịnh không uế, cái người mà họ thanh tịnh trong sạch, họ không bị mình làm nhiễm ô, không bị mình tác hại được họ. Tội ác đến kẻ ngu. Chữ ngu đây là gì? Chữ ngu đây có nghĩa là người không thấy rõ chân lý, chánh pháp, sự thật, gọi là ngu. Chứ cái chữ ngu trong tiếng Hán nó không có nghĩa như cái kiểu như Việt Nam mình đọc là ngu đần. Chữ ngu trong tiếng Hán nó chỉ nghĩa là không thấy rõ chân lý sự thật, và sống hành xử theo những cái cách thức dại dột của mình. Thí dụ mình hại người, mình gạt gẫm người ta, mình nghĩ là mình là người thông minh, đủ cái sức, đủ trí để mình lường gạt người này người kia. Nhưng mà ăn được bao nhiêu? Mình ăn được bao nhiêu? Nhưng mà rốt cuộc rồi cái nợ, cái quả mình trả rất là nhiều. Cho nên trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì cái khẩu nghiệp quan trọng lắm. Đại chúng thấy á, mình ăn tầm bậy á, là mình mang bệnh, mà mình nói tầm bậy là mình mang họa.
Có nhiều khi á, người ta không nói là tại sao. Có nhiều cách suy nghĩ. Một, có thể mình không đáng nên người ta phải trả lời. Thứ hai, người ta thấy mình thô tháo quá, hung dữ quá, có nói lại thì mình sẽ tiếp tục mình tìm khác chữ khác, mình chửi nặng hơn. Thôi người trí không có mắc chi, nói một hai câu tự nhiên mình đi nói một hai câu với người đó, nó đâu khe, nó chửi lại mình, cái tự nhiên ở đâu mình khơi lại cho nó chửi mình tiếp. Thôi người trí không có đi phân bua chuyện đó. Nhưng mà người mình là người trí, khi mình muốn nói việc gì với ai, mình phải nói như thật. Chuyện gì có mình nói có, chuyện gì không mình nói không. Phải không? Mình đừng có dựng chuyện để mình hãm hại người khác bằng cái ngôn ngữ của mình. Và thậm chí nếu mình có tức giận ai đó thì mình phải nhìn lại cái cách nói chuyện của mình. Nhiều khi mình là người lịch sự, người văn minh, người có học, những cái ngôn từ mình dùng khi mình giận, người ta cũng có thể hiểu được mình một phần nào. Cho nên người Phật tử, đã là Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo, thì mình biết rằng trong cái giới thứ tư chúng ta cố gắng tập để làm gì? Để nó trang nghiêm cái đạo đức của mình qua cái ngôn từ thôi. Nếu mà mình, quý vị nhớ thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất cũng bị những người em của mình, tức là những người sư đệ của mình, vì tức giận, vì ganh tị đủ thứ mà chửi bới hai thầy, thì cuối cùng quả nghiệp các thầy đó đến. Tại vì trong thế gian này cái người phàm người thánh mình không biết. Cho nên cái người thánh mà mình xỉ vả họ thì mình lại càng mang tội, mặc dù họ không trách tội gì mình, nhưng mà cái nhân mình tạo xấu thì cái quả mình phải xấu. Vì vậy á, quý vị thấy nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày, giữa vợ chồng, giữa anh em bạn bè, người ta còn cố gắng không chửi bới, không nói những lời thô, huống chi mình là đã là một Phật tử rồi. Mình lúc nào cũng mặc áo tràng, lần chuỗi tụng kinh niệm Phật, hay là đi dự khóa tu nghe pháp thoại, mà đụng chuyện một cái thì mình hung hăng mình lên, nói những cái lời người ta im lặng, ta chỉ nhìn thôi. Tại vì người trí người ta không có nói nhiều, người ta nhìn thôi, nhìn thấy cảm biết. Thì cuối cùng sao? Ta né. Trong bảy cái phương pháp gọi là diệt trừ phiền não đó, Đức Phật có dạy một cái phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là sợ, gọi là sợ hãi, mà né tránh để làm gì? Không muốn phiền não, không muốn gây thêm những cái khó khăn. Mình có hai loại né tránh: né tránh sự việc, né tránh con người. Thí dụ mình biết cái việc đó, mình đến đó, mình gặp chuyện đó, thì thế nào mình cũng phải bị nói, thì thôi né đi cho nó yên. Còn người đó đó, họ thô tháo, họ chưa được lành lặn, dễ thương, thôi né họ đi cho nó yên. Và có nhiều khi những câu chuyện nó được khởi lên, người tốt hơn nhất là mình biết rằng càng nói sẽ càng có chuyện gì, không giải quyết được với người vô lý. Cái người ta có lý lẽ, ta biết lắng nghe. Còn người không có lý lẽ thì bất chấp. Mà người mà bất chấp rồi thì mình nói gì nữa giờ? Thôi thì cứ để im lặng, chờ đợi người đó chuyển hóa. Chắc kiếp sau. Nhưng mà cũng được, ít nhất mình không có tiếp tục gây ân oán. Biết như vậy thì né. Phật dạy hay đó, thọ dụng. Né tránh nè, thọ dụng nè. Thọ dụng là gì? Mình phải thọ dụng cái gì để không gây khổ đau cho mình, bệnh tật cho mình. Sở dĩ bao nhiêu cái phiền não trong cuộc đời này, từ thân tới tâm, là cũng do chúng ta không biết thọ dụng. Cái gì đáng dùng, cái gì đáng thọ. Ví dụ có nhiều khi người ta nói cái điều không hay, mình lại thọ một cách rất là chân thành. Ví dụ người ta chửi mình câu, trời ơi rất là nghiêm túc để thọ trì, đem về tức giận hết năm này tới tháng kia. Còn lời hay tới lời lành, lời thiện sao không thọ trì? Thọ trì mấy cái đó thì mình khỏe hơn. Cũng giống như mình thọ trì cái gì mà nó ngon thì mình khỏe, mình thọ trì cái gì mà nó không có lành mạnh thì mình khổ đau. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái cách sống chúng ta thì chúng ta quả thật là dại quá. Cái gì cũng hay là cứ thọ một cách rất nghiêm túc ha.
rồi trì nữa chứ ôn. Gặp ai cũng ôn, giống như tụng kinh vậy đó. Gặp một người tụng một người, gặp hai người tụng hai người, cái đó là tụng chứ gì nữa. Tại vì chứ tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại. Mà cái gì mình tức, mình gặp một người mình nói hai người là mình lặp lại đó, lặp đi lặp lại cái thành một cái riết rồi. Cái câu chuyện đó chỉ cần bấm nút một cái thôi, ô chị hai chị ba đó hả, tôi mới biết chuyện này nè. Cuối cùng cả thế giới, cả làng cả xóm biết, do cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái câu thứ 125 mà, hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Mình chỉ nhọc sức thôi, mình phun nước bọt trên trời mà làm gì tới trời. Đó, cho nên ngày xưa cũng có câu ở trong, hình như câu này trong Minh Tâm Bảo Giám đó, ngậm máu phun người dơ miệng mình. Đó là cái câu tiếng Việt là dịch ra, nhưng mà cái câu chữ âm Hán là hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu. Hàm huyết tức là ngậm máu, huyết là mà hàm huyết phúng nhơn, phúng là mình phun ra. Hàm huyết phúng nhơn ngậm máu phun người, tiên ô tự khẩu là trước mình dơ cái miệng của mình. Cho nên một cái lời nói độc ác mình nói ra đó, người khác người ta nghe là người thứ hai thôi. À, người ta nhiễm là người ta là F2, còn mình là F1. Mình nhiễm trước, mình nhiễm rồi mình mới phun ra cho người ta. Cho nên mình là người nhiễm trước. Cho nên khi mình khởi cái lời nói ác từ trong tâm ác nó đi ra, cho nên cái tâm mình nó nhiễm ô rồi, nó mới ra tới lời nói. Tâm mình nó nhiễm ô nó mới ra tới hành động. Cho nên cẩn thận cái đó, để mình đỡ đi cái tội nghiệp cho mình. Bây giờ mình khỏe đó, mình nói gì cũng hay lắm. Tới cái lúc mà mình già bệnh, mình nằm ở trên giường, mình rên rỉ do cái nghiệp của mình tạo đó, chừng đó mới khủng khiếp. Nhưng mà lúc mình bình thường, mình khỏe, mình không thấy đâu. Thậm chí mình nói trên đời này tôi không cần ai hết. Hoặc là mình tức là mình nói tôi chửi đã cũng được nữa, đọa địa ngục cũng được nữa, hay là tôi chết tức khắc cũng được nữa. Mình nói những cái lời nghe nó mạnh dạn lắm. Tại vì cái lúc mà mình giận tức lên, mình tạo nhân mình đâu thấy. Nhưng mà mình có từng thấy ai nằm trên giường mà rên rỉ muốn chết không được không? Muốn chết không được không? Muốn sống cũng không xong không? Mình có thấy cái cảnh đó rồi thì mình mới sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nhắc mình: nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Một sáng nào mình nằm bệnh trên giường, nhất triêu ngọa tật tại sàng, các cái khổ nó quanh nhau, nó làm các cái bệnh nó quanh nhau, nó làm khổ mình. Chừng đó mình mới tỉnh thức, hiểu tịch tư thổn, lắng lại mình, nhìn lại, suy nghĩ lại cái chỗ đó. Khó chịu quá, khổ đau quá. Cái tâm lý mình nó bàng hoàng, nó sửng sốt, nó sợ hãi vô cùng. Bây giờ đường trước biết đi đâu, tiền lộ mang mang. Đường trước biết đi đâu, chết thì tới nơi rồi. Mà hình như ánh sáng thiện lành không thấy, toàn là những ánh sáng của nóng bức, nó hấp thụ mình. Cho nên hằng ngày mình, tại sao cái người tu mình phải tập sống trong ánh sáng? Tại vì quý vị thấy không, ma thích bóng tối. Cho nên người ta hay quan niệm ma xuất hiện ban đêm không à, phải không? Tại vì cái gì? Cái tà, cái xấu luôn luôn nó ở trong tối đen. Còn cái thiện lành nó là ở ánh sáng. Cho nên mình để khăn tang trắng. Tại sao ông để khăn tang đen? Để khăn tang trắng là tượng trưng cho thanh bạch, trong sạch. Người Tây Phương phải không? Đám cưới mặc đồ trắng, cắm hoa trắng, đèn cầy trắng. Vậy thì cái trắng cũng đừng có sợ, màu trắng là màu tang, tại mình cho nó là màu tang thôi. Chứ còn cái nghĩa màu trắng là dùng để tượng trưng cho trong sạch. Ngay thời Đức Phật, các đệ tử của Phật mặc màu trắng không nha. Thí dụ như bây giờ nếu mà mình vẫn giữ cái truyền thống của Ấn Độ là tất cả quý vị đi chùa phải mặc đồ trắng hết. Mình mặc đồ gì cũng cần biết, nhưng mà phải đem cái áo trắng theo. Tới chùa cái là mặc áo trắng hết. Tại vì màu trắng là tượng trưng cho trong sạch, là tinh khiết.
là nhắc nhở mỗi người Phật tử mình phải sống tinh khiết ở thân, ở miệng, ở ý của mình. Con người mình tạo tất cả mọi lỗi lầm nghiệp khổ đều do ba nghiệp mà ra: thân, miệng, ý. Thân thì có ba việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn lỗi: nói dốc, chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói lưỡi hai chiều, đâm thọc cho người ta gây gỗ mít lòng, nói lời thô ác là chửi rủa mắng nhiếc. Giận một cái lên là thôi, chữ nghĩa gì trên đời này mình gom mình chửi hết, ông bà tổ tiên người ta lôi ra khiếp vậy đó. Vậy mà lúc mình cầu siêu là không thiếu ai hết trơn nha. Tổ tiên ông bà gì cũng cầu đủ hết á, mà giận lên thì tổ tiên ông bà gì cũng lôi mình chửi hết à. Rồi cái cuối cùng là gì? Những lời vô ích, những lời mà nó không có giá trị, nó không có mang lại cái gì hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho ai hết. Đó là bốn điều của miệng, hoặc là dụ dỗ người khác. Còn ba nghiệp của ý, đó là tham, là sân, là si. Thì tổng chung lại là 10 nghiệp. 10 nghiệp bất thiện, mình tu là mình phải chuyển 10 cái xấu đó thành ra 10 cái tốt. Thế là đại chúng cứ nhớ, Pháp Hòa cứ nhắc hoài cái chữ tu đó. Tu là mình chuyển đổi. Mình chuyển đổi từ một cái dở nó ra cái hay, từ một lời xấu ác ra cái lời hiền lành, từ một cái lời dựng chuyện nói dối thì phải lời nói lời chân. Chỉ vậy thôi là mình tu rồi đó. Mà đạo Phật rất cần tín đồ như vậy. Đạo Phật rất cần những tín đồ biết chuyển hóa, biết tu tập. Thế gian này rất cần những con người như vậy. Đạo tràng rất cần những thiện hữu tri thức như vậy. Tới đạo tràng là mình nói năng cái gì cho nó phù hợp với lẽ phải, và không có cái những cái lời chia phe, chia nhánh. Mình tu tập, mình kêu là tăng là gì? Là một đoàn thể. Tăng là một đoàn thể. Mà đoàn thể này là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp. Ngày nào cũng tụng tự quy y tăng, tháng nào cũng tụng con về nương tựa tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Ai thức thức đi tôi ngủ à. Ai tỉnh tỉnh thì tôi vẫn mê. Vậy sao được? Thật ra mình nói thì ngôn từ nó rất hay, nhưng mình phải thể hiện được như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên quý vị nhớ, nhiều khi nhà mình có bàn thờ Phật, nhưng phải nghiêm lại, mình là thuộc nhân thờ Phật hay thiên thờ Phật hay đệ tử Phật thờ Phật. Ai cũng có bàn thờ Phật đó, nhưng mà phải nhìn lại mình là cái gì thờ Phật. Nếu đệ tử Phật mà thờ Phật thì phải hành, phải sống như lời Phật. Ít không được nhiều cũng phải được ít mới kêu là đệ tử thờ Phật. Còn không thì như người thờ Phật thôi. Có nhiều người ta thấy ai treo cái bức tranh, họ cũng đi mua về họ treo mà chả biết cái giá trị, cái ý nghĩa gì của bức tranh đó. Có không? Thiếu gì? Nhiều khi mình thấy người ta treo mình cũng treo vậy đó, nhưng mà đâu biết nghĩa gì trong đó đâu. Thì đó giống như vậy đó. Thấy người ta có bàn thờ mình cũng kiếm cái bàn thờ mình để vậy đó. Thấy người ta cúng mình cũng cúng vậy, không biết mình làm gì vậy. Cái đó là nhân thờ Phật, người thờ Phật thôi. Cũng giống như là mình thích thấy người ta trang trí, mình trang trí vậy mà không biết mình đang làm gì, mà nguy hiểm. Cũng được, nhưng mà mình không có được cái lợi ích. Mình làm gì mình phải được cái lợi ích trong cái việc của mình làm. Mà lợi ích đây là lợi ích cho mình, cho người. Thí dụ như mình thắp một cái hương, nhưng mà bây giờ trong nhà mình nhiều người bệnh dị ứng hương quá, đừng thắp. Không có tội lỗi gì chuyện đó hết trơn á. Mình vì mình thắp một cây hương mà bao nhiêu người trong nhà mình bệnh, người ta dị ứng. Thì mình nói, tại vì tôi Phật tử tôi phải thắp nhang. Không cần nữa đâu. Mình có thể cúng đèn, cúng bông, cúng trái, cúng Phật có 5 cách cúng. Cúng bông được nè, cúng đèn nè, cúng nước nè, cúng hương nè. Thì bây giờ bớt món đi, 5 món bớt món, tại vì mình bệnh, cái mùi hương nó làm mình dị ứng, không có sao hết. Nhưng vì một mình mà thắp cây hương mà cả nhà mình bệnh, cái đó cũng phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại. Mình tu tập như thế nào, mình có hạnh phúc, mà người xung quanh mình có hạnh phúc là mình thành công. Mình nói một cái điều gì mà thỏa mãn cái cơn giận mình, cái cơn ganh tị của mình, nhưng mình bất chấp tổn hại.
Ngày hôm qua có vị gọi Pháp Hòa, nói giờ ghét cái người kia, muốn hại người đó thế này thế kia. Pháp Hòa mới nói chú, Pháp Hòa ví dụ bây giờ chú ghét cái người đó, chú thấy họ đang đứng đổ xăng á, chú cầm sẵn cái bật lửa chú bật lên nổ cho nó chết cho rồi đi. Nhưng mà cuối cùng ai chết chung chú? Đâu phải cái ông đứng đổ xăng cũng chết đâu, cả mấy chục người xung quanh đó người ta cũng nổ, người ta chết theo. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mình nói cái gì, mình làm cái gì phải nghĩ tới cái chung. Phải nghĩ tới cái chung, mình làm một cá nhân đó như vậy, mình nói một cá nhân đó như vậy, nhưng mà cái tập thể nó làm sao đây? Còn cái chuyện nếu mình nói chân lý của nhân quả, người nào làm nhân thì người đó sẽ chịu quả. Nhưng mà chính bản thân mình cố gắng đừng tạo cái nhân xấu thì được. Như vậy đó, Đức Phật gọi là gì biết không? Đức Phật gọi người đệ tử đó là người đệ tử biết làm chủ nhân quả. Chữ làm chủ này là gì? Mình có thể control, mình có thể manage, mình có thể prevent, tức là mình có thể dừng cái đó, mình có thể mà điều hành, điều khiển được nó. Thí dụ mình sắp sửa nói, nghĩ tới cái chung, nghĩ tới cái lợi ích chung. Hoặc là nhiều khi cái bác đó bắt làm mình tức lắm, chửi bác một câu, nhưng thôi nghĩ lại, người đó đáng tuổi cha mẹ mình, mình nói như vậy á, cái bác đó có lỗi không chưa biết ha. Nhưng mà cho dù có lỗi đi nữa, thôi mình giữ đạo người nhỏ đi, đừng có hỗn với người lớn. Thì mình thủ đạo, mình thủ cái đạo của mình. Cho nên hồi nhỏ mà đọc cái bài Kinh Sám Hối và thích cái câu đó lắm: mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trên đời này thiếu những người, thiếu gì những người mà bon chen lu sù bù. Nhưng thôi, không lẽ người ta làm vậy mình vậy sao? Không lẽ người ta đi chơi mình phải đi chơi mới gọi là hòa đồng sao? Mặc ai danh lợi bung xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy tấm thân, sau giúp quyến thuộc xa gần. Mình làm gì cũng cần biết, nhưng mình nghĩ mình làm được cái điều đó là mình đã tự độ được mình. Mình tự chủ được, mình dưng được cái nhân để mình không gánh cái quả, gọi là làm chủ nhân quả. Tôi muốn đánh nó một cây cho đã cái cơn giận của tôi, nhưng mà đánh xong rồi đâu phải dừng đó đâu. Bao nhiêu cái tác hại nó sẽ lan diễn, chừng đó mình hối hận vô cùng. Phải nãy tôi nhịn nó ăn cây thì giờ đâu có tác hại nhiều thứ. Cuộc đời này nhiều lắm. Đó, quý vị thấy không? Thí dụ mình lỡ mình ghiền cờ bạc này, người ta cho mình mượn tiền đi chơi, người ta nói anh em không mà cần chi tính. Đi gỡ lại đi rồi trả tôi, sức mấy gỡ nổi. Cái chỗ đó là cái chỗ mình nạp chứ không có gỡ. Còn nếu mà nó có cho mình gỡ là nó dụ mình thôi. Cho nên rốt cuộc mình càng ngày càng lậm, càng lúng vô. Mà khi mình đã lúng sâu vô rồi thì không thoát ra được. Mình nhịn được một cái thì cái họa nó đỡ về sau. Cho nên trong cái bài mà người ta hay viết để nhắc mình như nào: nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ khỏi buồn rầu. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu sẽ hài hòa. Tại vợ chồng không gây gổ thì con cháu nó yên lắm. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu đều hạnh phúc. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ được vui vẻ. Thì bây giờ ăn thua, mình nhiều khi mình chỉ một cái chút nhịn đó thôi mà bao nhiêu cái thứ khác nó được rất là an ổn. Cho nên người ta nhắc mình: có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Mình nhẫn để mình thể hiện cái tình thương của mình thôi. Thí dụ như giờ mẹ nè, mẹ mình thì hay lo cho mình rồi nói tới nói lui, nhiều khi nói những điều không đúng, nhưng mà chẳng phải là lo thôi. Không lẽ bây giờ mình đi gây lộn với mẹ mỗi ngày do những cái việc mẹ nói sao? Thôi nghĩ đi, người già lớn tuổi sanh tật. Chịu nhịn chút kìa. Nhiều khi mình nói đã đời cái bắt đầu đi tìm thầy hỏi: thầy thầy con nói vậy có phạm tội bất hiếu không? Giờ nói làm sao? Cho nên mình nhịn được một cái tức, mình nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Cho nên á, chúng ta là thường là cái người hay rơi vào cái chuyện là cái quả nó tới thì sợ, mà cái nhân khi làm là chẳng ngán.
Vì vậy cho nên đại chúng cứ nhớ trong kinh các tổ nhắc mình câu để bỏ túi cuối năm, sắp sửa hết năm rồi, buông xả ha, đồng thời chuẩn bị cho mình tinh thần cho năm tới là mình tu làm sao cho ngon lành lên chút, sống sao cho ngon lành lên chút. Cái câu các ngài dạy mình là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Các bậc Bồ Tát đó, người ta sợ cái nhân tạo lắm, người ta không dám làm. Tại vì sao ta không dám làm? Tại người ta sợ hưởng cái quả, cho nên ngay cái nhân người ta dừng rồi. Còn ngược lại chúng sanh mình thì sao? Lúc tạo nhân thì chẳng ngán, lúc quả đến thì chạy làng. Cho Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh chỉ sợ cái quả thôi, lúc tạo nhân không có sợ đâu. Còn các vị mà ta có tuệ giác hơn, người ta thấy cái nhân mà người ta thấy liền cái quả rồi, thôi thôi đừng có rớ vô, cái này là cái quả xấu đó, người ta tránh liền. Còn mình á, tình cảm lúc nào nó cũng đi hơn lý trí hết. Lý trí thì nó biết nhưng mà làm không được. Vì vậy mà các ngài mới nói, nếu mà con chó mà nó có Phật tánh thì tại sao nó chui vô bộ lông? Nếu mà nó có Phật tánh thì mọi người đều có trí giác giống nhau, thì tại sao nó không lựa cái thân tướng nào đẹp mà nó lại chui vô cái bộ lông như vậy? Có một vị hỏi một vị thiền, một vị tổ như vậy. Nếu mà xác định tất cả con người, con vật đều có trí tuệ, sáng suốt Phật tánh, thì tại sao con chó nó lại đi vào một cái bộ lông, nó chọn cái bộ lông như vậy? Thì vị tổ mới trả lời, vì nghiệp thức che đậy. Trăng không bao giờ mờ, mặt trời không bao giờ mờ, không bao giờ tắt sáng gì hết. Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng. Nhưng cái gì che? Cái gì che mặt trăng? Cái gì che mặt trời? Thì cái mà che mặt trời, che mặt trăng là mây. Mà mây là tượng trưng cho nghiệp. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ hết, nhưng mà sở dĩ chúng ta không có tỏ sáng là tại vì cái nghiệp nó che. Cái nghiệp là gì? Là phiền não đó. Ví dụ như mình bình thường mình dễ thương lắm, mà giận lên cái đó, tại sao mình dễ ớn vậy? Tại vì lúc giận lên một cái rồi là thôi, bao nhiêu cái nghiệp mà giận hờn chữ nghĩa đó, tầm bậy tầm bạ đó, nó lan tỏa ra hết, là bắt đầu nó che rồi. Nó che cái trí tuệ, nó che cái sáng suốt của mình rồi, chứ có gì đâu. Cho nên vị tổ trả lời rất đơn giản, vì nghiệp thức che đậy. Và các vị mà bây giờ người ta đang gặp cái quả người ta phải trả đó, người ta không buồn, không trách ai hết. Tại vì người ta biết, hồi trước không biết người ta trách, tại sao tôi sống tốt mà tôi toàn gặp cái xấu. Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra rồi thì nhân quả cũng ba đời. Và người ta hiểu ra rồi đó, tất cả mọi thứ không có cái gì tự nhiên nó đến, nó đều có cái nguyên nhân của nó cả. Thì hôm nay chúng ta học một câu thứ 125 trong Kinh Pháp Cú: đem ác ý xâm phạm đến người không tà vại thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, kẻ ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Tác dụng hay phước đức của việc đi chùa. Cái bài cái này đó, có dịp nào Pháp Hòa sẽ nói cái đề chuyện này. Vì có một bài kinh Phật dạy mình cái pháp của Phật tử đi chùa. Hôm nào Hòa sẽ nói chuyện này. Để vì mình nói cái nó thành ra một cái buổi nữa. Con xin hỏi, con là người còn trẻ, con cũng ít đến chùa, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi con đến chùa thì con rất xúc động, con hay khóc, nước mắt con cứ chảy mà không biết vì lý do gì. Không biết đêm nay vì sao cái buồn. Không có sao hết. Khi mà mình một cái gì mà mình lâu ngày mình gặp lại, có thể mình khóc. Nhưng mà cái khóc đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ, mà những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện, của tội lòng. Hồi đó Pháp Hòa có một chú đệ tử
lớn nhất khi chú đi tu là cả chúng hội bữa đó khóc hết, tại chú đi xuất gia ngay ngày lễ Vu Lan. Thì chính Pháp Hòa cũng khóc, mà mọi người cũng khóc. Thì Pháp Hòa nói với chú là hôm nay thầy khóc và tất cả quý Phật tử ngồi đây khóc, những giọt nước mắt không phải khóc, ta khóc cho em, ta khóc tiếc thương, mà ta khóc hạnh phúc mừng cho một con người đã thoát ly được một cái cõi đời để đi vào một cuộc sống mới. Cho nên có những giọt nước mắt hạnh phúc. Có những Phật tử ham đi tu, và khi cái ngày mình được đi tu á, quỳ trước bàn Phật, thầy đến thầy nhá kéo xuống tóc cho mình khóc, thầy truyền giới cho mình, truyền cái y cho mình khóc. Cái đó nhà Phật gọi là đắc giới. Chữ đắc giới nghĩa là mình thọ giới mà bằng tất cả tấm lòng cảm xúc của mình. Thầy hỏi cho mình đây là giới thứ nhất, giới tử có tiếp nhận được giới này không? Đó là truyền. Bây giờ thọ nè, dạ giữ được. Cái giây phút mình trả lời dạ giữ được là mình tiếp giới, nhận giới. Người thầy truyền, mình thọ. Và mỗi một cái giới mình thọ, mình cảm xúc, mình khóc, cái đó gọi là đắc giới. Cho nên cái người giới tử đi thọ giới đó, nếu quý vị sau này là người đi xuất gia đó, trong một cái giới đàn truyền giới nó phải hội đủ ba điều kiện. Một là giới đàn phải trang nghiêm, hai là giới sư phải thanh tịnh, ba là giới tử phải chí thành. Người giới tử phải chí thành mới có thể đắc giới. Còn nếu người giới tử đi đăng ký thọ giới, tại vì nguyên nhóm bạn tôi thọ Bồ Tát hết rồi, bây giờ tôi không thọ tôi ngồi sao sao, tôi phải đi thọ để tôi ngồi ngang, thọ cái đó không có đắc giới. Vì tâm chí thành của mình cầu giới không có, chẳng qua là vì mình muốn thấy bạn bè mình thọ theo thôi, để mới được gọi là thọ Bồ Tát giới rồi. Để mà những cái chỗ nào mà tụng giới có mặt rồi đắp y nâu rồi vô ngồi, để có mặt với đại chúng mà ngồi trên hết tất cả mấy cư sĩ kia. Thọ giới như vậy có thọ nhưng mà không đắc. Cho nên khi đi chùa đứng trước Phật hay là tụng thời kinh mà mình khóc, không có nghĩa là mình tỉnh tỉnh không? Tại vì trong này có hỏi con có vấn đề gì hả? Dạ cái đó cần phải rà mới biết. Còn cái việc đơn giản thôi, khóc. Đời Pháp Hòa lại qua khóc khi Pháp Hòa tụng kinh nhiều lần lắm rồi. Có nhiều lúc nửa đêm đọc đến cái bài kinh đó mà Pháp Hòa ngộ và khóc, khóc khan vậy. Vì mình cảm động và mình thấm nhập được lời kinh, và mình cái đầu mình nó nổ ra được những cái ý nghĩa trong cái đoạn kinh đó, mình mừng mình khóc. Có nhiều khi ban ngày buổi trưa yên tĩnh, Pháp Hòa ngồi và đọc một cái trang kinh, và tự nhiên trong đầu mình nó sáng lên những cái ý kinh đó đó. Pháp Hòa không thể đọc được nữa, lúc đó gấp quyển kinh lại và mình vui, mình đi ra đi vô trong phòng, mình lên bàn Phật, mà cái tâm hoan hỷ của mình nó trùng khắp. Thành thử ra đại chúng mà thí dụ mình tụng kinh mà mình khóc là mình cảm xúc. Thí dụ có những đoạn kinh quý vị nghe quý vị khóc chết. Thí dụ như mà một ví dụ đơn giản là mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng tới cái chỗ mà con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương, trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Con ốm đau tức thì lo chạy, giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Nếu mình đã từng trải qua những giây phút đó, cuộc đời mình đã từng trải qua những đoạn kinh đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh mẹ mình tới đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh cha mẹ mình tới đó, ngồi khóc. Đâu phải khóc, mình khóc là vì mình cảm xúc cái lời kinh.
Ví dụ như cái bài mà cái bài sám mà ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bển ái hà. Có nhiều khi đọc cái bài đó mấy chục năm mà không khóc, tự nhiên có một ngày nọ lại khóc. Cho nên đừng có lo, không có những giọt nước mắt mình khóc cho tình yêu, cho sự nghiệp, thì có những giọt nước mắt mình khóc cho tâm, cho cái đạo, cho cái tâm, cho cái tâm linh của mình. Không có sao hết, không có, mình không có bị gì đâu. Nhưng mà đừng nghe vậy rồi cái khóc hoài. Mai mốt mình thành Phật, thành Bồ Tát, mình trở thành một Bồ Tát thường hay khóc. Tại sao chúng con phải lại tổ trước khi lại Phật? Cái này thường hay ở trong các chùa Việt Nam, trước khi ra bằng Phật tụng kinh là phải vô làm sao xa tổ, phải không? Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong một gia đình mình có ba, mình có ông nội, mình là con ở xa. Ông nội thì ở trong nhà chung với ba má, là ông nội trong phòng. Mình trước khi vô thăm ông nội, mình thăm ai trước? Thăm ba mình trước. Mình nói ví dụ vậy để cho mình dễ nhớ. Thì xá tổ cũng vậy, Phật là như ông nội, tổ như cha. Bởi vì tổ là gần mình nhất, tổ là người giảng dạy cho mình biết Phật là gì. Cho nên mình biết Phật thì nhờ tổ. Cho nên mình phải bày tỏ sự chào hỏi tổ trước khi mình gặp, vô mình gặp Phật. Hay là mình chào ba trước khi vô thăm ông nội. Cũng giống như một cái người bác đi bệnh viện, đi tới văn phòng bác sĩ, trước khi vô gặp bác sĩ phải gặp cô thư ký. Rồi cô thư ký cổ mới cho vô gặp bác sĩ, cổ lấy hồ sơ, vân vân. Thì cái chuyện mà mình xá tổ đó, xá tổ đó, ý muốn nói là mình về cái thứ tự lễ nghi, thì mình cảm ơn, tỏ lòng tôn kính đối với những người gần mình trước, rồi mình mới đến những người xa. Xa đây không phải là không bà con quen thuộc, nhưng mà những bậc trưởng thượng thì mình lễ sao vì mình phải xin phép các vị này. Còn đối với tại sao mà trước khi chúng ta xây lên xá tổ thì chúng ta đã đối diện với nhau, chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau, rồi chúng ta mới lên hướng lên tổ, xá tổ. Rồi ra bằng Phật xá nhau rồi mới hướng lên xá Phật. Vậy thì tại nếu mà nói là, nếu nói cho đúng là mình xá mình rồi mới tới xá tổ. Tại vì mình xá nhau vậy nè, rồi mình xây lên bằng tổ, mình xá tổ. Trên cái chữ thì mình kêu là đi xá tổ, cho thật ra là mình xá nhau trước rồi mình mới xá tổ. Vậy thì tại sao mình xá nhau trước? Dù Phật hay là tổ, nhưng mà không có tổ và Phật nào gần mình nhất như mình với mình nha. Cho nên mình hãy kính trọng nhau trước đi, trước khi mình kính trọng một vị tổ bằng hình, một Đức Phật bằng tượng. Cho nên hai người đứng ngang nhau đây là tổ của nhau nè, Phật với nhau nè, Phật này, hàng ngày này, đối diện với nhau, làm việc với nhau, sinh sống với nhau. Cho nên xá Phật của nhau trước và mới hướng lên xá tổ. Cái câu hỏi này Pháp Hòa trả lời mấy lần ở những cái chỗ khác. Phim Đức Phật có cảnh Thái tử Tất Đạt Đa thả cái bình bát trên sông suối, coi có nổi và trôi ngược hay không thì bị chìm. Khi chìm xuống đáy suối thì nơi đó đã có nhiễm. Cái chìm rồi, ý nghĩa đó là gì và sao thưa thầy? Thật thưa đại chúng, cái này là một cái lịch sử kể lại khi mà Đức Phật còn là một vị thái tử trên đường tu. Thì khi mà Ngài phát nguyện, Ngài mới muốn biết rằng trong đời này Ngài có thành tựu được những gì hay không, thì Ngài mới thả cái bình bát xuống sông.
thì cái bình bát nó trôi ngược trở lại. Thì đại ý cái chuyện đó có thiệt hay không mình không biết. Nhưng mà ở đây chị muốn nói một điều rằng á, những cái hiện tượng chỉ là những cái ấn chứng, hay nói lên cái ý chí, cái hình tướng đó, để nói lên cái ý chí của mình thôi. Ý chí của mình là đi ngược dòng, thay vì mình thuận dòng đời, là lớn lên phải có gia đình, có con rồi vân vân. Nhưng mà nếu mình đã chìm xong mình nổi, cái điều đó cũng giống như là mình đã từng sống trong trần tục, rồi hôm nay mình đã tỉnh ra, mình phát nguyện vượt ra ngoài cái đó, để mình tiếp tục mình phát tâm mình sống, cái điều đó tốt. Cho nên cái hình ảnh trong lịch sử đều là những cái hình ảnh để nói lên cái ý chí của mình, cái kiên định của mình. Cũng giống như là trong sử kể Đức Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp về trễ. Thì khi đó Ngài Ca Diếp về trễ thì đã nhập quan Đức Phật rồi, Đức Phật đã người ta đã mang để vô quan tài rồi. Vậy mà Ngài Ca Diếp khóc nức nở thì Đức Phật lại thò chân ra. Rồi Ngài Ca Diếp hôn chân Phật rồi thì Đức Phật rút chân vô. Cái đó cũng là một chuyện kể để muốn nói lên cái gì? Thứ nhất, nói lên cái sự tự tại của một Đức Phật. Hay muốn nói lên cái ý nghĩa thứ hai là khi mà tâm thành mình chiêu cảm. Nhưng bây giờ muốn chiêu cảm thì phải nói lên một cái ý nghĩa nào đó để nói vấn đề chiêu cảm, chứ nín thinh đâu có chiêu cảm được, đâu có nói lên được cái ý đó. Cho nên đó là Đức Phật đưa chân ra đó, Phật không có đưa chân đưa cẳng gì hết. Nhưng mà cái đó là biểu tượng để nói lên cái tấm lòng chiêu cảm của mình đối với thầy của mình. Vậy thôi. Phá Hoàng ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nay quý vị đến chùa và quý vị rất là tha thiết thành tâm, hết lòng thỉnh một Đức Phật. Do cái tâm chí thành của mình, cho nên rồi đủ duyên cái mình nhận được cái hình Phật. Thì cái đó là một sự chiêu cảm, là vì cái tâm chí thành của mình nó biểu lộ qua một cái gì đó mà mình bất khả tư nghị, ngôn ngữ bình thường nói không có được. Cho nên ai mà ở trong Phật Pháp mới có thể cảm nhận được cái điều này. Chứ còn người bình thường chưa có gì hết mình nói họ không cảm nhận được. Có những Phật tử người ta buồn khổ, người ta ước mong người ta nghe bài giảng nào để mà đúng với cái tâm trạng đau khổ người ta, thì tình cờ ta mở lên cái bài giảng đó đúng ngay cái tâm trạng đau khổ của người ta, thì từ đó người ta vững chãi lên, người ta tu tập. Cho nên cái gì đó mình không nói hết được. Con có dịp con về Việt Nam và đến viếng một ngôi chùa cổ và nghèo đang được tu bổ. Nơi đây chùa thờ nhiều Xá Lợi các vị thánh tăng. Con nhã ý kính thỉnh Xá Lợi về thờ, vị sư trụ trì hoan hỷ cho con thỉnh năm tháp Xá Lợi. Sau khi trở lại nước Mỹ, con đến chùa tại Columbus để xin chuyển Xá Lợi về chùa để thờ. Nhưng vị sư trụ trì không nhận và bảo Xá Lợi Phật đâu mà nhiều vậy. Hiện tại con vẫn thờ tại nhà, như vậy con có được phép thờ tại nhà? Và nếu không được phép thì con phải làm sao? Kính thầy cho con ý kiến. Trước hết, đối với những Phật tử nào mà chưa biết Xá Lợi đó, thì Thánh Hòa xin giải thích đơn giản. Xá Lợi được dịch từ chữ Xá Lợi là tiếng Phạn, được người Trung Hoa dịch cái nghĩa của chữ Xá Lợi là linh cốt. Linh cốt nghĩa là cái cốt, cái tro tàn, cái cốt đó nó có những cái điểm đặc biệt, cho nên chúng ta là linh cốt. Mà không phải ai cũng có Xá Lợi, chỉ có Phật và hay là các bậc chân tu. Vì vậy cho nên Xá Lợi Phật rất hiếm, không ai dư cả chén đâu mà đi cho người hai ba viên chơi. Nhưng mà nếu như mình thành tâm mình nhận đó như Xá Lợi về thờ thì cũng có sao đâu, không sao hết. Đã thờ thì phải phụng, phải phượng, cho nên kêu thờ phượng.
thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Bây giờ mình mang xá lợi về rồi, mình kính trọng đó như xá lợi rồi, thì quý vị cứ thờ như xá lợi. Bây giờ chùa không nhận, mình đem đi đâu? Thì mình phải thờ thôi. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói là cái đó nếu mà thật sự là xá lợi thì đó cái duyên phước của mình. Còn Phật tử mà mình có được cái chánh kiến tuệ giác thì mình phải biết rằng không ai có xá lợi đâu mà rất nhiều để mà đem đi cho mình một cách đơn giản như vậy. Nhiều khi người có một viên xá lợi, xin lỗi, người ta đem bạc triệu tới mình cũng không được. Tại vì trong đời mình giữ được một viên xá lợi Phật, phải nói đó là cái phước đặc biệt nhiều đời của mình. Quý vị tưởng Đức Phật cách mình 1,000, 2,000 mấy trăm năm nay, và chúng ta mà Phật tại Ấn Độ, rồi Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt tại Ấn Độ suốt 500 năm bởi Hồi giáo. Đạo Hồi diệt Phật giáo từ thế kỷ thứ 12, trải dài đến thế kỷ thứ 18 đạo Phật mới phục hưng một chút. Vậy thì xá lợi không phải dễ có. Thì thôi bây giờ nếu mình đã có thì quý vị cứ thờ. Cũng giống như những Phật tử có những câu hỏi là hồi chưa quy y, chưa biết Phật pháp, thờ ông thần tài, thờ ông thổ địa. Bây giờ con biết Phật pháp rồi, con có nên thờ nữa hay không? Không lẽ quý thầy nó thôi dẹp. Thì nếu như trường hợp mình đã thờ rồi, bây giờ quy y Tam Bảo rồi, cũng cứ giữ đó mà thờ. Còn nếu ai chưa thờ thì khỏi, chứ không thể nào bị chúng ta đang thờ dễ dẹp, thấy không? Cho nên cái cách đó không phải cách của mình. Nếu quý vị đã thờ thì thôi, có thờ là có kính, có tôn trọng, có kính, còn đỡ hơn mình phỉ báng. Nghĩ vậy đơn giản. Còn nếu mình đã là Phật tử quy rồi mà chưa, nhà chưa có thờ thần tài thổ địa thì khỏi thờ. Vì mà cái người mà thờ thần tài mà giàu đó, thì cái ông làm tượng thần tài phải giàu nhất. Ổng còn phải đi làm từng tượng ổng bán mà, thì làm sao người thờ mà giàu được. Cho nên mình thờ thần tài thổ địa chẳng qua là mình thờ cái ý. Mình có tiền của mà mình biết sử dụng tiền của một cách đúng đắn, một cách khôn khéo là mình là thần tài của mình. Nhà mình làm chủ một căn nhà, mình giữ gìn cái hạnh phúc cho ngôi nhà mình được ổn yên, mình là thổ địa. Thổ địa là mình, vì mình đang làm chủ cái ngôi nhà, cái mảnh đất mình đang ở. Còn nói đúng nữa là mình ai cũng có một mảnh đất tâm, ráng mà giữ đất tâm đó là thổ địa. Và ai cũng có tài năng của chính mình, gia tiền bạc của mình. Thế gian ta trọng 7 thứ: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người Phật tử có 7 thứ tài sản ngang hàng với cái đó: là niềm tin, là tinh tấn, là biết lắng nghe, tính tấn, niệm, văn, khinh an, hỷ, xả. Thế gian người ta có 7 thứ tài sản đó, người Phật tử có 7 thứ tài sản này. 7 thứ kia càng xài càng hết, 7 thứ này càng dụng càng xài càng tăng trưởng. Càng tinh tấn thì càng giàu có sự tu tập, càng giàu có sự nghe thì càng có của. Cho nên Phật pháp đặc biệt là càng xài thì càng nhiều chứ không có mòn. Tiền của càng xài càng hết. Xin thầy vui lòng giảng cho con hiểu rõ làm thế nào tha thứ cho người dễ dàng, mà phải tha thứ thật sự, gặp mặt người mình xem như không có chuyện gì xảy ra. Và hạnh nhẫn nhục phải nhẫn nhục như thế nào để tâm mình được yên vui tự tại? Hôm qua giờ mình nói cái này nhiều lắm. Khi mình độ người ta nghĩa là mình độ mình rồi.
mình tha thứ cho người ta, người ta là được tha thứ. Chứ thật sự ngay cái giây phút mình khởi tâm tha thứ là mình đã tha thứ cái người đó ra khỏi lòng mình. Mình hết khổ buồn vì cái người đó rồi. Còn nếu mà mình nói theo Phật Pháp á, với cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát á, người làm khổ mình chính là người thành tựu sự nghiệp tu hành cho mình lớn nhất. Vì không có họ không có mình. Ví dụ nha, ngày nay mình đi chùa là tại vì mình đã từng bị người kia làm khổ, cho nên mình mới lang thang tìm vô chùa. Và kể từ khi mình biết chùa, tâm mình vui trở lại. Cho nên có bài hát là gì đó, khi con tim vui trở lại. Thì bây giờ ngược lại, mình phải cảm ơn cái người đó. Nếu không có người đó làm khổ mình, chắc gì mình lang thang vô chùa. Cho nên nếu mà đứng với cái nhìn tương tức, không có cái này thì không có cái kia, không có cái này. Thí dụ như Pháp Hòa không đến thì quý vị cũng không có tập hợp. Và bây giờ mình có tập hợp, Pháp Hòa có đến mà mình không có cái chùa Bảo Lâm đứng ra tổ chức thì cũng không có. Thấy không? Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Nó là sự tương tức mà. Nó là sự tương tức mà. Thật ra không có cái này thì sẽ không có cái. Mà mình, cái người không có buồn thì không bao giờ có sen. Nhưng mà khi nhìn sen đẹp, đừng quên sen từ buồn. Cho nên người ta thường nói đó, khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Người có tiền mà có tâm sử dụng thì tiền không có hề sai quấy. Bản chất tiền nó đâu có tội lỗi. Mà mình thiếu cái tâm mình sử dụng tiền thì tiền nó thành ra lỗi. Cho nên khổ đau cũng chưa chắc là khổ, tại mình không nhận nó như là thì mình khổ. Chứ bản chất không có gì khổ cả. Ví dụ như bình hoa này, bản chất nó không hề có khổ. Nhưng mà cái người ngồi trước mặt này không thấy được thầy nói chuyện cho nên khổ quá trời. Vì cái bình hoa này nó cản trở tôi. Chứ còn bản chất nó có khổ gì đâu. Phải không? Rồi cái người mà mình đi ngang mình gặp, rồi mình để ý mình xin số phone, người đó không hề có ý gì với mình hết, tự mình dính người đó. Rồi mình đi theo người ta mình xin số phone, rồi mình làm quen mà ông ta làm quen với mình, cái tự nhiên mình khổ một chiều. Người đó có hề vung vãi cái chất khổ gì cho mình đâu. Nhưng mà tự mình gắn mình vô người đó, rồi mình xin được làm cái gì với người đó, mà người đó từ chối mình, cái mình bị hai cái chữ từ chối cho mình khổ. Cho nên cuộc đời này á, chữ khổ là tại vì mình không chấp nhận nó mới khổ. Ví dụ như người ta ăn canh khổ qua, cái người mà ăn được canh khổ qua thì khổ qua ngon quá. Còn người không ăn được canh khổ qua thì khổ qua đắng quá. Người ăn được ớt, ớt ngon quá, ớt thơm quá, ớt cay quá. Người không ăn được thì cay quá, khổ quá. Như vậy ớt nó không hề có cái tính chất khổ trong nó. Mà hãy ai thích nó thì vui, ai không thích nó thì khổ. Bây giờ nói cho cùng, cái khổ là tại sao? Tại mình không bằng lòng với cái người đó thôi, mình khổ. Mà nó chấp nhận được người đó là mình khổ. Chứ còn người ta có nói gì đâu, người ta có bình thường. Cho nên mình phải tập nhìn mọi người, mọi việc nó như vậy. Hồi nãy Pháp Hòa có nói đùa đó. Cái gọi là cái gì? Buồn nào rồi cũng sẽ qua đó. Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào đó. Thì bây giờ mình cũng quán một cái nữa nè. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Nếu mà nói cái khổ trên vũ trụ này, người ta khổ còn gấp ngàn lần mình nữa kìa. Và cái vũ trụ này nó đầy bụi cát, mình chỉ là một hạt cát trong cái vũ trụ này. Mình buồn, nhưng mà so lại mình vẫn còn ở nước Mỹ. Mình vẫn có xe ly, mình vẫn có ăn, mình vẫn đủ thứ những vật chất khác. Có những người, người ta buồn khổ cả thân và là cả tâm. Nhà đã nghèo rồi, gặp chồng cờ bạc gây nợ, gặp con hút sách xì ke. Buổi sáng mở cửa ra, hai ba cái nợ nó tới nó đòi một lúc.
mà mình không hề gây nợ. Thiên hạ gây không? Chồng con mình gây mình phải trả. Vì so cái khổ của mình với cái khổ của cái cô đó, ai khổ hơn ai? Phải không? Thành thử ra nó có cái bài hát đó, người giàu cũng khóc. Đâu phải chỉ có người nghèo mới khóc. Chưa chắc giàu mà người ta hạnh phúc, mà chưa chắc nghèo đã là không hạnh phúc. Quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy người nghèo, quý vị chắc lưỡi, thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà thật sự họ là những người hạnh phúc nhất trên đời này. Tại vì họ không có sợ, không có gì để sợ mất. Họ không có gì để phải tốn tiền bảo hiểm. Còn mình vì có quá nhiều cho nên mình cũng tốn tiền quá nhiều cho những cái bảo hiểm. Đi thì phải khóa cửa, set alarm, thấy không? Rồi phải connect với cảnh sát, hàng tháng phải trả tiền. Mua xe mới bảo hiểm 2 triệu, đủ thứ hết. Nhiều cái gì, nhiều cái đó thì cái kia nó cũng xanh. Cái này xanh thì cái kia xanh. Còn họ sướng lắm, không có gì để khổ hết. Một miếng cơm, một chút đậu nấu với cái nước cà ri vét ăn hạnh phúc vô cùng. Thậm chí mỗi người một cái gáo nước lọc vậy nè, xúc cái miệng rồi cũng gáo đó uống, rồi xong đưa tay qua cho người khác, người khác cầm gáo đó xúc uống tiếp, mà ngày tới tối gáo đó không có rửa gì đó mà khỏe mạnh vô cùng. Còn mình bây giờ là cái gì à, phu con đan nấm linh chi ngàn năm, ô cha kem này kem nọ đủ thứ chét lên, mà nhăn nó vẫn nhăn, nám nó vẫn nám. Họ hạnh phúc vô cùng, họ không có gì để sợ mất. Tại chẳng có gì để mà sợ mất, chẳng có gì để phải gọi là bảo hiểm. Cho nên mình ví dụ bây giờ cái người đó mình không có tha thứ được. Thường hay nói, nếu mình không thương được người đó thì mình cứ coi người đó bình thường, chứ đừng có ghét. Tại vì ghét là một cái khổ cho mình. Nếu mà không thích người đó, cứ coi người đó bình thường, gặp bình thường, không có gì đỡ hơn là mình phải ghét. Cho nên một á, là mình bình thường, thấy không? Hai là phải phi thường. Phi thường á, là người ta chọc mình, người ta đâm đủ cách mà mình vẫn không gì hết, đó là phi thường. Còn bình thường là coi người đó bình thường, còn đừng làm người bất thường. Người bất thường là gặp họ cái bắt đầu mình đổi sắc. Gặp họ là mình đổi sắc, là mình bất thường. Người ta chào mình cái mình chào lại, ta không chào cái mình thấy mình đi luôn, thì mình cũng bất thường. Có nhiều khi mình nói những câu nghe rất hay, chị biết không, nó gặp tôi nó không chào, bởi tôi ghét tôi đâu chào. Ôi, mình tưởng là mình hay lắm. Xin lỗi thưa đại chúng á, cái đó không phải bình thường mà là tầm thường. Tại vì người ta nói vậy, mình nói vậy là tầm thường. Còn mình giữ tâm mình bình thản là bình thường. Người ta xấu nhưng mà mình vẫn không, cái nhiều khi mình còn phải đối tốt hơn nữa đó. Cái đó là phi thường. Còn mà mới người gặp người ta chưa nói gì hết là mình sắc diện mình đổi là bất thường. Và mình cứ như vậy hoài, cho nên mình thường thường. Nhớ hết giờ báo nha. Hợp đồng tới chiều nay thôi đó. Xin thầy cho con biết Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới xong rồi học giữ giới, hay học giữ giới xong rồi thọ Bồ Tát giới? Mo hả? Chuyện làm ăn là hơi lỗ. Bây giờ là không phải tiểu bang Ohio mà oh my god. Oh my Buddha. Cái câu hỏi là một Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới rồi mới học giới, hay là học giới rồi mới giữ giới? Cả hai đều cần.
Phật tử tại gia có ba cái tầng lớp để thọ giới. Một bước đầu là ngũ giới, là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bước thứ hai là 10 giới, ba nghiệp thân miệng ý. Từ ba nghiệp thân miệng ý chia ra 10: thân 3, miệng 4, ý 3. Bước thứ ba là thọ Bồ Tát giới, gồm có 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Thường thường á, trước khi Phật tử thọ giới, quý vị cần nên học giới trước, học cái giới Bồ Tát đó, để mình lượng sức mình có giữ được không, và mình hiểu rõ tường tận cái giới đó rồi trước khi mình phát tâm. Và khi phát tâm thọ giới rồi, thấy không, trước khi mà thọ giới xong rồi thì học giới tiếp tục, để làm cho cái giới mình giữ đó nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Cho nên học giới rồi thọ giới, thọ giới rồi nghiên cứu học sâu hơn nữa. Cũng giống như á, trước khi vô đại học phải nắm được cái chương trình của đại học, mình theo cái ngành đó là tổng cộng bao nhiêu năm, và trong suốt bao nhiêu năm đó mình thứ lớp tuần tự mình học những môn gì, để đi đến cái ngày mình thành tựu cái bộ môn mình muốn. Nếu mình cảm thấy mình ok, đăng ký vô học, và kể từ đó mình thứ lớp học theo. Chứ không có ai không biết gì hết mà nhảy vô một cái ngành nghề mà mình không phải biết cái đó, mình thích cái đó mà phải đi nghiên cứu về cái ngành đó. Cho nên đặc biệt với Bồ Tát á, đừng có nghĩ rằng thọ giới rồi mới được học. Đặc biệt với Bồ Tát là phải học giới rồi mới thọ. Cho nên những cái chỗ mà ta truyền Bồ Tát giới, mà ta truyền kỹ đó, là mình phải tới đó mình ở trước bao nhiêu ngày, mình học giới đó sơ sơ, sau đó rồi mình bắt đầu phát tâm thọ. Còn ai đó mà bị lùa vô thọ, đang đi xớ rớ ngoài sân vậy á, trong này trống người quá, đẩy mình vô thọ, thọ đi con, thọ tốt á, thọ Bồ Tát giới tốt, con có phước lắm, con mới được gặp cái giới đàn này á. Dạ bác, vô làm Bồ Tát hả bác? Trời ơi, tới hồi vô đó rồi ngồi đứng hình, tại vì nghe những cái giới hoàn toàn mình không làm được gì hết, cho mình không biết gì hết. Là cho ai đẩy mình vô làm, có nhiều khi ở trong này thầy truyền thì giới sư thì 10 mà giới tử có 1, thấy nó lỏng lẻo quá, ra ngoài coi có ai kéo vô. Cái đó kêu tu hú đó. Con có làm chung với người chủ mà người chủ rất khó tính và quạ quọ, cái gì cũng khó khăn, xin thầy quan hỷ chỉ giúp con cách vượt qua để không phiền não thì khỏi gặp chủ nữa. Cách giải quyết tốt nhất và gọn gàng nhất. Thật sự ra đó, trong kinh Phật có dạy, quý vị có rảnh là nên đi tìm cái bài kinh đó đọc. Bài kinh này có cái tên là Kinh Thiện Sâm. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bấm Google Kinh Thiện Sâm. Thì trong Kinh Thiện Sâm nó có dạy á, năm cái đức mà người chủ phải đối với người làm, và ngược lại năm cái đức người làm phải đối với chủ. Ngoài ra còn nhiều nữa: thầy đối với trò, trò đối với thầy, cha đối với con đối với cha, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, nhiều thứ trong đó lắm. Nhưng mà ở đây á, nếu như mình gặp một người chủ khó khăn, nhưng mà mình cũng đôi lúc mình cũng quán lại,
hàng ngày mình là những người làm ở trong đó, mình phải hiểu được cái tính người chủ để mình giảm đi cái tính quạo quọ của họ. Đó cũng là một phần độ. Cái thứ hai là mình quán lại mình, để mình xem coi mình là người làm nhưng mình có làm gì để cho người chủ này thường bất đồng với mình không. Rồi lâu khi mình cũng phải an ủi mình câu là thôi kệ, vô đây 8 tiếng kiếm tiền chứ không phải 8 tiếng kiếm chuyện. Một nắm muối vào chung nước nó sẽ mặn, nhưng nếu một nắm muối này thả vào dòng sông thì nắm muối này không nghĩa gì. Một cái chuyện nhỏ nó đến với tâm người lượng nhỏ thì nó trở thành cái chuyện to. Còn nếu như mà việc gì nó đến với tâm người rộng thì cái việc nó cũng bình thường. Người ta khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Người ta khó khăn thì mình bỏ khó lấy khăn. Có nhiều khi trong cuộc sống còn hai con mắt khóc người một con. Có nghĩa là mình cuộc sống á, nhiều khi mình tránh vỏ dừa gặp cái vỏ dưa, chạy ông mồ mắt ông mã. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái hồ cổng mẹ chạy ra. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Thành thứ ra cuộc sống của mình á, nhiều khi á, nếu mà đã nói là cuộc sống của con người thì chúng ta không có cái này cũng sẽ có cái khác. Cái cõi đời này được Đức Phật gọi là cõi ta bà. Ta bà là gì? Là mấy bà của ta. Đừng có hiểu nghĩa đó chết em à. Chữ ta bà là tiếng Phạn. Nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Mình sống ở đời là phải kham nhẫn. Nhiều khi ăn cơm Chúa phải múa tối ngày. Thường người ta nói vậy mà. Không? Con vua thì được làm vua, con sảy ở chùa phải quét lá đa. Em nhận lời qua đây với danh nghĩa là nói chuyện, nhưng sáng em cũng biết thân, 4:30 em cũng dậy rồi, em ra ngồi đây em ngã nghiêng ngã ngửa với thầy Tụng. Tại hồi sáng thầy Tụng lăng nghiêm, thầy Tụng nhanh quá em Tụng không kịp, em lăng nghiêm. Không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta làm mà nó dễ dàng hết. Và thậm chí quý vị đại chúng mình phải để cái câu này trong lòng: lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ đối tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự nghịch làm chỗ, làm đà tấn thủ. Vì gì? Nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Thì ở đời làm việc đừng cầu mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kiêu căng thường nổi dậy. Cho nên nhờ có những cái đó để mình thúc liễm mình lại. Cho nên á, bây giờ quý vị kiểm cho kỹ từ cuộc sống giữa cha mẹ mình với mình. Hồi đó mình sống với ba, với mẹ, mình rất là phiền não tại vì ba mẹ khó khăn với mình. Mong cho có chồng cho rồi, tới hồi có chồng rồi gặp cục nữa. Nhiều khi mình muốn có chồng quá mà không dò xét kỹ. Pháp Hòa gặp những trường hợp đó. Rồi giờ nói tại đó con ở với ba con cũng khó quá,
còn mong có chồng cho rồi, cho nên có người đó hỏi con chịu liền. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để rồi đại chúng thấy rồi cái mình gặp khó khăn ở trong gia đình giữa mình với chồng, xong rồi mình đi làm giữa mình với chủ, rồi mình có con có thể giữa mình với con, giữa mình với chị em, giữa mình với người làm. Nói chung là cuộc sống này nếu muốn nói là chúng ta gặp khó khăn với người này người kia, gặp đủ, thậm chí chán quá, buồn quá, thôi vô chùa công quả, rốt cuộc gặp tiếp. Thoát không? Có bộ phải bộ chùa là Tịnh Độ Tây Phương nè. Không có. Và cuối cùng thôi giờ có một câu thơ bỏ túi xài chơi. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng gì đó, thằng khùng thằng điên. Cái câu đó là chỉ để muốn nhắc nhở mình thôi. Trong cuộc sống này mình quan trọng là mình, quan trọng là mình, cái cách mình tiếp nhận nó. Thôi thì bây giờ mình nghĩ vậy nè, bà chủ bà khó khăn vọ vọ với mình, âu bà cũng có nhiều vấn đề trong gia đình. Bà gia đình bà mà yên thấm chắc không phải vậy đâu. Nhiều khi con người mà người ta khó với mình, người ta cũng có hoàn cảnh người ta. Trong kinh Phật dạy á, cái người mà lời nói không dễ thương mà hành động không là mà dễ thương, thì mình là người có trí, đừng có quan tâm lời nói, phải quan tâm hành động để mình thương được người đó. Nếu người nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì đừng có để ý hành động, để ý lời nói. Ngược lại, nếu người mà lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy để tâm lời nói. Nếu người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn một chút dễ thương, thì hãy thương cái chút dễ thương đó. Có nhiều khi có nhiều người, người Việt Nam mình thường nói là gì đó, khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà gì đó. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Có nhiều khi á, cái người lời nói hành động họ không dễ thương mà trong tâm họ dễ thương. Rồi bây giờ nếu như trường hợp cái người đó mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, người đó mình còn phải thương dữ dội nữa. Tại vì người như vậy là người rất đau khổ. Tại vì chính bản thân họ tuôn ra là quọ quọ, lời nói khó nghe, trong lòng họ đâu có cái gì mà dễ thương đâu. Họ là cái người chứa cái đó, họ là người khổ hơn. Hôm qua giờ mình nói đó. Cho nên khi mình tốt với người ta, người ta là cái người thứ hai nhận cái tốt đó, nhưng mà người đầu tiên nhận cái tốt đó là chính mình, vì trong tâm mình khởi cái niềm vui đó. Còn cái người mà dễ thương, hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư cũng dễ thương mà mình không thương được người đó thì mình quá dài. Đó là trong kinh Phật nói. Kinh đó gọi là kinh diệt trừ phiền giận. Quý vị Google có bài kinh đó. Kinh diệt trừ phiền giận. Và trong kinh đó dạy rất kỹ và đem những cái ví dụ để cho mình hiểu. Cho nên một cái người mà họ sống lúc nào họ cũng tuôn ra những cái lời nói, những hành động đau khổ, thì mình biết chính họ là người khổ đau dữ lắm. Giống như mình mời khách tới nhà, muốn mời khách ăn mà dọn ra đụng vô món nào cũng đồ hết hạn hết, thì trong tâm mình cũng vậy. Cho nên những người đó mình phải thương. Đó là gì biết không? Được như vậy đó, nhà Phật gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chữ đại không có nghĩa là lớn không. Chữ đại có ba nghĩa. Thứ nhất là lớn, thứ hai là nhiều, thứ ba là vượt trội. Cái mà mình, cái tâm mình vượt trội những cái bình thường mới gọi là đại. Ví dụ như cái người đó to xác cũng kêu đại, đó mới xác to. Nhưng mà cái người rất nhỏ con nhưng mà tâm trí rộng lớn, người đó đại. Tại vì người đó thù thắng hơn tất cả. Cho nên chữ trưởng giả là nhà giàu. Nhà giàu không có nghĩa là giàu của mà kêu trưởng giả nha. Người muốn thành trưởng giả phải hội đủ ba điều kiện. Một là giàu,
hai là tuổi phải cao, ba là đức độ phải lớn, lòng rộng lượng phải có. Dầu mà khinh thường người khác thì cái đó chưa gọi trưởng giả. Cho nên ở đây thôi, bây giờ mình là Phật tử rồi. Phật tử là gì? À, nghĩa thông thường là con Phật. Nhưng mà nghĩa sâu sắc theo kinh điển là ông Phật sẽ thành. Bởi vì chữ tử là hạt giống, là chủng tử. Phật tử nghĩa là người có chủng tử thành Phật. Mỗi ngày mình thắp cây hương cho Phật, nhìn cây hương quán chiếu, con nguyện để lòng con thanh thản như khói hương, và không để lòng con nặng nề như tro bụi. Cây hương nó nói hai ý nghĩa: nặng như tro rớt, nhẹ như khói bay. Vậy thì thắp cây hương là cho mình tu tập. Phật thơm đâu chưa biết, nhưng mà nhờ mình sống như vậy cho nên mình có hương liền. Cho nên cây hương mà thắp Phật là hương của giới, hương của hạnh. Không hương nào bay ngược được gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi tạm vậy đi ha. Con rất thích nghe Phật Pháp online. Hằng ngày con nghe từ 2 tới 5 tiếng. Con nghe mọi lúc mọi nơi, lúc rửa chén nấu cơm ủi đồ, lúc đánh răng vân vân. Nhưng sao con không thích đến chùa gặp mấy người Việt nói chuyện tùm lum. Con không thích đọc kinh vì con không hiểu và kinh đọc mau quá. Con thờ Phật ở nhà và nghe Pháp một mình. Con hình như có vấn đề gì đó phải không? Hỏi xong rồi. Cái vấn đề của mình là cái vấn đề mà nó biết mình làm gì. Thưa, thật sự ra đó, mình nghe Pháp thì cũng tốt, nhưng mà mình nghe mà mình nghe dồn dập á, đôi khi nó cũng không hay. Cũng giống như ăn mà ăn dồn dập nó phát ách, nó bội thực. Mà thậm chí là bưng con thầy vô luôn chỗ đánh răng mà vừa đánh răng. Có một bác Phật tử viết trở ngoài cái thơ: thầy có biết không, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. Tại vì cái ai phá lắm. May là bác đó nha. Thật sự ra đó, mình nghe Pháp đó, mà đến khi nào mình sống được đơn giản như vậy, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Nghĩa là cái lời Phật dạy, cái lời Pháp đó, hay là cái tuệ giác sống theo lời Phật đó, lúc nào cũng có với mình, dù ngủ hay thức. Còn cái vấn đề mình nghe Pháp tốt không sao, nhưng mà mình phải điều độ cái thời giờ của mình. Cái kế nữa đó, mình phải hiểu nghe Pháp và đi chùa là hai việc nó cần làm. Vì sao? Tại sao mình phải tới chùa? Vì chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Chùa là cái nơi gần gũi với cái thiện, trợ duyên cho mình xa cái xấu. Nhưng mà trước khi mà mình thành tựu được cái đó, mình phải nhờ người ta đục đẽo gọt bạc. Một khúc gỗ không gọt, không dũa, không đục, không ấy thì không ra tượng Phật. Để ngoài sân mãi mãi là khúc gỗ. Nhưng nếu người ta đi ngang, người ta đục một cái, người ta đi ngang, người ta đẽo, đẽo riết ra ông Phật, bắt đầu quỳ xuống lại. Nhưng mà trước đó nó không là ông Phật thì chỉ là khúc gỗ. Thậm chí người ta leo lên đó ta ngồi nè. Nhưng mà hễ cái khúc gỗ đó được đẽo thành tượng Phật thì nhất định mọi người phải chắp tay cung kính. Mình đi chùa là một khúc gỗ còn nguyên,
Sau thời gian đi chùa, nhờ nhiều người đục quá, lẻo quá, mài dũa quá, làm Phật. Có đi chùa mới biết chùa vui. Cái câu ta nói đó, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đó là Pháp Hòa nói cái hạnh, cái pháp hạnh mình đi chùa để tu cho mình nha. Còn nói trên phương diện hộ trì, chùa thờ đủ ba bảo: Phật bảo, kinh điển là pháp bảo, nuôi dưỡng cộng đồng tu học là tăng bảo. Mình là một phần của tăng, mình đến để hộ trì cho tam bảo được hưng thịnh. Ai cũng nghĩ giống mình, rồi không ai thèm đi chùa hết, cuối cùng thành chùa Bà Đanh. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mình nó có cái chùa kêu là chùa Phật cô đơn. Trời đất ơi, Phật gì mà cô đơn? Chỉ có mình cô đơn, chứ Phật làm sao mà cô đơn được. Phải không? Cho nên thưa đại chúng á, quý vị đi chùa trên cái hình tướng là mình hộ trì để duy trì tam bảo đạo tràng, còn sâu một chút nữa là trợ giúp cho mình trên phương diện tu học. Nhưng mà rồi tất cả mọi người cũng lắng nghe những cái feedback, tức là những cái mà người ta có cái lời bình phẩm, là có đôi khi trong chùa người mình hay nói lung tung để làm cho người khác nản lòng. Thì bây giờ mỗi thành viên Phật tử mình phát tâm, chuyện gì cần nói mình nói, chuyện thị phi thế sự mình giảng. Còn nếu như chuyện đó nó xảy ra, mình là người nghe thì phải học như là Tổ Huyền Giác nói. Phải không? Tổ Huyền Giác nói á, tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, mặc kệ cho người dèm pha phỉ bán, tùng tha bán nhậm tha phí. Thì tôi nhìn như là người cầm cái đuốc đốt trời, đốt không cháy trời, một lát tro tàn nó rơi xuống, nó phỏng cái da tay. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, bì là da, cho nên mình có cái món bì á. Bì là giá. Bả hóa thiêu thiên đồ tự bì, tôi nghe như là uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Uống nghe bao nhiêu tiêu mòn vô trong thâm tâm tôi, không thể nào suy nghĩ được. Tại vì tôi nghe nhưng mà tôi bình thản lắm, tôi biết tất cả các cái pháp, pháp nào cũng là pháp để tu hết. Cho nên vị Phật tử này không có vấn đề gì đâu, chỉ có cái vấn đề là chưa dung thông được giữa cái hành và cái tu, giữa cái học và cái tu. Nghe pháp là gì biết không? Nghe pháp là pháp học, đi chùa là pháp hành. Vô trong này cho người ta đục đẽo, mình nhận được là pháp hành. Vì mình nghe suốt ngày 5 tiếng đồng hồ, đánh răng cũng nghe, đánh răng cũng nghe, ủi đồ cũng nghe, thì đó là pháp học chứ gì nữa. Đi chùa là pháp hành. Phật tử phải hai pháp. Quý vị ngồi nghe suốt 2 giờ đồng hồ là mới pháp học à? Lát nữa mới biết là pháp hành tới đâu. Ra tới cửa, trời ơi đôi dép tôi mất rồi, bắt đầu lăn xăng đi kiếm chị có nhìn. Rồi cuối cùng kiếm không được đôi dép, nói trời ơi trời, chùa gì kỳ quá. Để hở thì rinh, để kỹ thì rình. Nếu mà mình đi chùa mà mình lỡ lạc có đôi dép, mình làm như là ông Gandhi bên Ấn Độ vậy. Ông bước lên chiếc xe lửa, lỡ chân tuột một chiếc dép rơi lại, cửa xe lửa đóng, ông đâu có chạy lại kịp. Ông lột chiếc dép dưới chân, ông quăng trở lại cái chỗ đó. Tôi nói ông này chắc khùng. Ông nói không, tôi giữ một chiếc dép tôi đâu có xài được đâu,
người kia lượm được chiếc dép kia cũng có xài được đâu, tôi giục lại luôn cho ta lượm hai chiếc ra xài. Chừng đó mình biết pháp hành mình tới đâu. Trời ơi trời, tôi muốn mua cái áo tràng mai giải tốt gì đó mà giờ mất tiêu rồi, trời ơi ai cũng biết lựa ghê ha. Bộ con mình biết lựa hả? Thì mình biết đồ tốt, cái người kia cũng biết đồ tốt mà, thôi không sao, lấy áo tràng về mặc tụng kinh mình cũng có phước. Người ta đi chùa xong rồi ta nói chị cơm ngon quá, chị cho em hộp nữa không, ăn dữ vậy. Ta mới xin hộp cơm nữa. Ồ, mình cho người ta thêm hộp cơm, người ta ăn bùi 1 giờ hết hộp cơm mà người ta thấy cơm ngon, người ta xin hộp đó về, chiều nay người ta thêm bữa chay nữa, mình có phước không? Mình hạ tiện hộp cơm, ta nói không có cơm tôi đi ăn phở. Thì mình không có giúp cho người ta, cho nên ta xin thêm hộp nữa, phải trợ duyên cho người ta. Cho nên mình mà cái tâm của mình rộng được một chút đó, thêm được người ngồi. Rồi quý vị cứ nghĩ ví dụ vậy đó. Giống như bây giờ cái chùa này nè, thật sự bây giờ mình nếu 100 người nữa vô ngồi vẫn được, phải không? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mình pháp học là đã đầy, bây giờ cần pháp hành. Cần pháp hành là những lúc đó mình sẽ biết rằng mình hành tới đâu. Mình tự mình hành mình, rồi mình hành người khác. Chà, sao linh quá. Mới nói hành tự đây nó lọt ra chữ hành. Thưa thầy, Quan Hỷ trả lời câu hỏi hạnh Quán Thế Âm và hạnh Phổ Hiền khác nhau sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh. Hạnh là gì? Tiếng Anh dịch là action. Hạnh là cái behave, ai cũng phải có. Nhưng mà Đức Quan Âm, đặc thù của Đức Quan Âm là hạnh từ bi. Đặc thù của Đức Phổ Hiền là hạnh lăng xả, đưa tay vô làm. Nhưng mà hai Bồ Tát không thể tách, không thể nói Quan Âm riêng, Phổ Hiền riêng. Mỗi vị có một đặc trưng, nhưng mà một việc làm mà làm phải có những cái hạnh đó. Ví dụ Phổ Hiền là luôn luôn cứu giúp, mà thiếu lòng từ bi thì sao cứu? Cho nên phải có Quan Âm trong hành động của mình. Thì Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là việc làm, hai hạnh rồi phải không? Nhưng mà nếu mà Phổ Hiền có Quan Âm mà không có Địa Tạng thì cái nguyện làm không tròn. Ta mới làm được có mấy cái bà đó, bà nói này nó kia, cái bà đó khó chịu quá thôi tôi nghĩ. Nhưng mà nếu mà Địa Tạng mà làm tới nơi tới chốn là Địa Tạng giữ cái nguyện đó, tôi đã hứa tôi làm rồi, người đó có đối với tôi thì sao thì tôi vẫn cố gắng tôi làm. Cho nên phải có hạnh nguyện của Địa Tạng. Nhưng mà nếu mà Địa Tạng có mặt, Quan Âm có mặt mà không có Phổ Hiền có mặt, mà thiếu văn thù, văn thù là trí tuệ, thì làm sao biết cách nào để làm? Có trí mới biết cách. Cho nên từ bi phải biết cách, biết cách nào để mình sử dụng từ bi. Thương con mình quá, muốn cho nó ăn, thương con là từ bi, đút cho con ăn là Phổ Hiền. Nó ăn thiệt là lâu mà ngày nào cũng phải ráng làm là Địa Tạng. Nhưng mà giờ không biết cách làm sao cho nó ăn, vận dụng trí tuệ vô chút nữa. Con có một muỗng à, con có ăn hết muỗng này đi. Con ăn một muỗng này cho mẹ, lát ăn xong con ăn muỗng này cho ba, con ăn muỗng này cho ông nội, con ăn muỗng này cho bà nội, hết nhà đem ra hết, hết chén cơm. Đó là văn thù. Văn thù là trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện, Địa Tạng là cái nguyện, từ bi là Quan Âm, mà làm mà vui vẻ là Di Lặc. Cho nên năm ông Bồ Tát đó phải có trong mỗi việc làm của mình: từ bi, trí tuệ, lời nguyện,
việc làm hoan hỷ. Còn nếu mà nói thêm một người nữa là đại thế chí. Đại thế chí là hùng lực dũng cảm. Cho nên các vị này một mà tất cả, tất cả là một, không thể thiếu. Giống như chùa thờ Quan Âm Địa Tạng, sao không Quan Âm Thế Chí và lại Quan Âm Địa Tạng? Đây là cách thờ của người Á Đông, Việt Nam và Trung Quốc. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là sự kiên trì. Lòng từ bi mà không kiên trì bằng cách là cầm cây tích trượng. Cây tích trượng là tượng trưng cho cái tâm phải vững. Tại vì chưa chắc muốn làm tốt mà dễ làm. Ở đời nhiều khi mình làm tốt với người ta chưa chắc người ta cho mình làm. Người ta cũng làm đủ cách để mình phải thối tâm. Hoặc là thậm chí người ta không biết cảm nhận những cái tốt của mình. Nhưng mà nguyện đã phát, chí phải bền, thì việc làm mình mới thành tựu. Quý vị đã nghĩ cạo đầu đi tu dễ à? Không có dễ. Không phải đơn giản. Cho nên người nào mà tu được đến nơi đến chốn là cả một quá trình rèn luyện từ thân tâm, ngoại cảnh, tiếp xúc. Cách đây vài năm con có đi chiêm bái Phật Ngọc ở Chicago. Con có nhìn thấy Đức Phật mỉm cười trong vài giây. Đâu có, Phật cười luôn mà tại cái tượng này. Rồi sao vài giây đó Phật làm gì? Sau đó về nhà con có phát nguyện ăn chay 10 ngày. Khi con bệnh nhiều con quên ngày con có nguyện ở bàn thờ Phật nhà con là con nhớ ngày nào ăn ngày nấy. Thế này nguyện hơi khôn. Từ trường mà xuống bò là cũng hay lắm. Thôi không sao hết. Mình tu á thì mình phải tùy hoàn cảnh, tùy cái bệnh duyên mà mình tu. Không ai bắt buộc mình phải tu kiểu nào cả. Bây giờ quý vị do bệnh, quý vị ăn chay kỳ trở lại cũng không sao. Thậm chí không ăn chay ngày nào cũng chẳng tội lỗi gì cả. Tại vì tu hành không phải ở cái chỗ ăn. Tu hành ở cái chỗ là mình rèn luyện được cái tâm mình. Còn ăn chỉ là một miếng ăn đưa vào trong cái bụng. Cho nên ăn chưa phải là tu. Người ăn chay trường đừng có nghĩ mình là hơn mấy người ăn chay kỳ. Hoặc là thậm chí ăn chay kỳ cũng đừng nghĩ mình tu hơn mấy người không ăn chay. Ăn chỉ là chuyện ăn thôi. Mà ăn chay mà tâm tu nữa thì cái đó nó mới kết hợp. Ngay cả tụng kinh, tụng kinh ở nhà, hôm nào bệnh hoạn không tụng được, lần chuỗi niệm Phật cũng không sao. Đừng nghĩ rằng ngày nào mình cũng phải thời kinh Pháp Hoa. Bữa nay không có thời kinh đó chắc Phật buồn, Phật quẩn. Phật không có quẩn. Phật không có quẩn đi buồn mấy chuyện. Quý vị hiểu chữ quẩn không? Dân miền Tây kêu quẩn. Quẩn là rảnh. Phật bận đi mần. Đi mần overtime mà nuôi chúng sanh còn không đủ. Rảnh đầu coi đứa nào ăn chay ngày nào, ghi sổ phù hộ. Mình mà Phật tử mà hiểu Phật kiểu đó là tội cho Phật. Đừng nên hiểu Phật kiểu đó. Thậm chí quý vị hứa in kinh ấn tống cúng chùa làm phước mà không có tiền làm, rồi cũng đừng nghĩ là chắc hứa mà không làm, giờ Phật quở tùm lum. Nếu mà Phật như vậy thì không phải là Phật. Thánh thần kiểu đó không phải thánh thần. Thánh thần gì mà người ta tuân thủ thì thưởng, mà người ta không làm thì phạt. Đó không phải thánh thần. Ví dụ như cha mẹ mà cứ đi phiền trách con cái hoài, sao cha mẹ là luôn luôn nhỏ tình thương xuống cho con.
Con có thể quên cha mẹ, nhưng cha mẹ nào có quên con? Đó là chuyện xưa nay là vậy. Quý vị thấy ông Nguyễn Bính ông làm thơ: mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Đó, kiểu của mình. Thôi ráng hai câu nữa là: Ngài Long Thọ Bồ Tát xuống thiên cung, đem kinh Lăng Nghiêm về nhân gian, đó là việc hư cấu hay sự thật? Dạ thưa em không biết. Bị ổng đi không có nói đâu mà em biết. Nhiều khi mấy anh chị đi holiday cũng không nói cho em nghe mà. Ngày Long Thọ ngàn mấy trăm năm trước mà ổng đi mà ổng nói cho mình nghe sao mình biết. Bây giờ trước hết là nói về Long Thọ là ai. Thật sự ra đó, tên của Ngài không phải là Long Thọ, nhưng mà bởi vì Ngài á, là một cái người mà người ta có thể nói rằng á, Ngài là Đức Phật Thích Ca thứ hai. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người truyền pháp, và sau này Ngài Long Thọ là người đệ tử của Đức. Trong cái Ngài Long Thọ sanh Phật sau lâu nhiều năm, nhưng mà đặc biệt là trong cái dòng thiền 33 vị tổ đó, thì Ngài Long Thọ được xếp hạng thứ 14, tức là tổ thứ 14 trong 33 vị tổ truyền thừa sau Phật. Và người ta còn nói rằng cái sự hiểu biết và truyền pháp của Ngài Long Thọ đó giống như Đức Phật Thích Ca thứ hai vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca là người thứ nhất chuyển pháp luân, và Ngài Long Thọ là người thứ nhì chuyển pháp. Nói như vậy là đại chúng sẽ hiểu được cái tuệ giác, cái sự truyền bá Phật pháp của Ngài Long Thọ được kính trọng đến mức nào. Mình nên hiểu được Ngài. Trong Phật học á, Ngài Long Thọ và năm vị khác được đưa lên như là những bậc Bồ Tát. Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Thánh Thiên, Trần Na và Pháp Xứng, sáu vị. Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, sáu vị đó mà người ta như là sáu cái bậc truyền pháp đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Còn cái chuyện mà Ngài có đi xuống Long Cung hay không, thí dụ thôi, ví dụ như những chuyện đó người ta nói ra cũng để làm gì? Để cho chúng ta biết trân trọng nó. Phá Hòa ví dụ, Phá Hòa mang cái chuông tới tặng cho chùa ở đây, Phá Hòa sẽ nói rằng: bạch thầy, con xin tặng cho chùa cái chuông này. Và thưa thầy, cái chuông này á, được một bà cụ mang đi vượt biên 30 năm trước, và sau này bà cụ trăm tuổi già để lại, và con cháu đã giữ cái chuông này và hôm nay đem cúng chùa. Thật sự chuông này không có gì đặc biệt, nhưng mà nó quý ở cái chỗ nào? Được một bà cụ đi vượt biên mà cầm cái chuông đi theo. Nói như vậy để làm gì? Không phải để nói lên cái tính chất phù phiếm của nó, mà để nói lên, để cho chúng ta biết trân trọng nó là cái gì, để chúng ta biết giữ quý. Thì bây giờ kinh điển cũng vậy. Các tổ nói kinh này được đưa từ đâu về, được ai truyền bá, như là kinh Lăng Nghiêm. Quý vị biết ngày xưa theo sử kể đó, kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh quốc cấm, không ai được mang ra khỏi nước Ấn Độ. Vậy mà có một vị tổ rất là mong mang cuốn kinh này sang Trung Quốc để dịch ra tiếng Trung Quốc để truyền bá. Cuối cùng á, ông phải tìm được một loại giấy viết trên cái loại giấy thật là mỏng mỏng, rồi cuốn thật nhỏ lại, rồi ông mổ cái bắp chân của ông. Ông để cái quyển kinh trong bắp chân rồi may lại. Sau đó đi theo những con đường biển, những người đi buôn từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi mới mổ cái bắp chân ra, lấy quyển kinh đó ra rồi bắt đầu dịch lại. Cái quyển kinh Lăng Nghiêm á,
Ngày nay buổi sáng mình tụng Lăng Nghiêm mà năm cái đệ Lăng Nghiêm á, Nam mô Tát Đắc Tha Tâu Già Đa Gia Ra Đế Tam Hữu Tâm Bồ Đà Toán Đắc Tha Phật Già Phú Trí Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa vậy đó. Năm cái đệ Lăng Nghiêm mình tụng ở trong đó không phải là kinh Lăng Nghiêm, nó chỉ là năm bài thần chú nằm trong trọn bộ Lăng Nghiêm dày như một cuốn pháp hoa. Và cái kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta nói đó là chúng ta nói tắt, nói cho đủ tên của chữ kinh Lăng Nghiêm là 19 chữ: Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái đề kinh, cái tựa kinh 19 chữ. Còn bây giờ mình nói kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Buổi sáng mà lên chùa tụng năm đệ Lăng Nghiêm gọi là tụng Lăng Nghiêm chưa đủ, cái đó chỉ là năm bài chú ở trong cái bộ Lăng Nghiêm thôi. Thì cái bộ Lăng Nghiêm này á, được một vị tổ mổ bắp thịt để trong bắp chân của mình rồi đi qua tới Trung Quốc mổ ra dịch. Khi dịch xong rồi phải nhờ một nhà văn, một ông quan của thời đó, ổng giỏi tiếng Tàu, ổng là người nhuận văn lại để cho nó đúng với cái câu cú của người Trung Quốc. Quý vị biết một quyển kinh mình ngồi mình tụng đó, quý vị có biết một quyển kinh như vậy phải trải qua bao nhiêu thời kỳ mới thành tựu được một quyển kinh? Phải trải qua hơn 10 việc. Muốn dịch một bản kinh phải trải qua một cái giai đoạn hơn 10 việc để mới thành tựu được cái bản kinh dịch đó. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần đậm cầm cái bản kinh đó lên mà mình phải trân trọng, mình phải quý và mình phải thấy rằng cả công trình của chư tổ nằm trong này. Tụng như vậy thì tụng hết lòng, tụng chí thành tha thiết mà không dám khinh thường. Hôm nào Pháp Hòa có dịp, Pháp Hòa sẽ kể cho đại chúng quá trình dịch kinh của các tổ, rồi các vị mới thấy cái công đức của người xưa. Cho nên bây giờ mình kinh sách để đầy hết rồi mình coi thường, nhưng mà thật sự nếu quý vị nghiên cứu và quý vị hiểu được cái công đức dịch kinh của các ngài rồi thì không quyển kinh nào mình dám phí, dám coi thường, vì cả một quá trình trong đó. Có những hòa thượng Việt Nam mình đó, quý vị biết không, trong khi mà dịch kinh tiếng Việt cho mình tụng đó, các ngài không dám thở đó, vì sợ thở cái hơi thở hôi của mình đi vào trong kinh. Các ngài ngồi sát cái cửa sổ nín thở rồi dịch xong tới hồi mà mệt rồi đưa cái hơi mình ra ngoài thở, không dám thở trong lúc dịch kinh, sợ cái hơi hôi của mình làm ô uế kinh điển. Mình là con cháu mà mình không có trân trọng được, mình có lỗi. Cho nên cái chuyện mà mình đặt vấn đề là hư cấu hay là sự thật gì đó, thế ở đây Pháp Hòa chỉ nói là các vị nói lên để có tính cách để chúng ta trân trọng. Quý vị biết cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng đó, của ai dịch không? Của ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư nhà Đường. Toàn bộ Bát Nhã ngài dịch là 600 quyển. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một phần nhỏ tổng kết của 600 quyển đó thôi. Khi mà ngài dịch 600 quyển kinh rồi đó, ngài xếp kinh lại, ngài nói tôi mệt quá rồi, dịch không nổi nữa. Lúc đó ông vua nhà Đường tới lại ngài, xin ngài tiếp tục dịch kinh. Ngài nói tôi dịch không nổi nữa. Ông năn nỉ tiếp, xin tổ, xin hòa thượng hãy vì chúng con mà dịch cái bộ Đại Bảo Tích. Miễn cưỡng quá, ngài phải mở ra dịch tiếp. Dịch được có mấy trang xếp kinh lại, tôi đã không còn chút sức nào nữa để dịch. Tổ ngài Huyền Trang. Cho nên trong sự nghiệp dịch kinh của ngài Huyền Trang, Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh cuối cùng của đời ngài. Dịch xong rồi không còn dịch nổi nữa. Và ngài viên tịch ở tuổi 69. 10 năm học Ấn Độ, 17 năm ròng rã đi về, đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ, từ Ấn Độ đi ngược trở về, rồi ở tại Ấn Độ suốt 10 năm để học, học tiếng Phạn, để trở về Trung Quốc làm một công việc dịch kinh.
Và đâu phải mở cuốn kinh ra rồi ngồi dịch đâu, phải trải qua mười mấy cái trường hợp, mười mấy cái lớp để cuối cùng quyển kinh được hình thành. Thôi hôm nào mình có dịp mình sẽ nói tiếp. Bây giờ câu hỏi cuối cũng không có gì, cũng nó không gì nhưng mà nó cũng liên hệ đời sống của mình ấy, đời sống tín ngưỡng. Khi làm dỗ cho người chết cúng mặn, tại sao người chết có tội trong khi họ làm cũng không ăn? Trong khi họ không làm cũng không ăn. Hiểu ý câu hỏi không? Mình nói là thí dụ mình làm đồ mặn để cúng cho người chết thì người ta hay nói là làm vậy là người chết có tội. Thì cái vị này mới hỏi là làm sao người chết có tội được trong khi họ không có làm, không có giết, họ cũng không có ăn, thì làm sao họ có tội? Tội người nào làm người đó chịu. Thật sự ra đó, cái câu nói này, cái vị này luận đúng, nhưng mà phần còn cái phần kế là tại sao phải nói vậy, tại sao phải nói mình làm đồ mặn cúng mà người chết lỗi? Vì đầu tiên nhất, ai là cái người khởi điểm để mình làm cúng? Người chết. Thế thì tôi cúng dỗ má tôi, vì má là cái duyên, cái nhân để cho mình khởi xướng ý nghĩ đi cúng. Và bắt đầu cúng là thật tình mà nói là mình khoái gì cúng đấy. Thích cà ri là nấu cà ri. Thích chè nấu chè, thích cháo nấu cháo, thích cơm nấu cơm. Chứ người chết có đòi hỏi gì đâu. Người chết không hề đưa menu. Và thường thường cúng dỗ là mình thích món gì là mình nấu, mình cúng món đó. Vậy trước hết cúng cho ai ăn? Mình ăn. Nhưng mà nếu mà đi tìm cái nguồn cội, cái nhân để mà có cái pháp cúng dỗ này là do ông bà cha mẹ. Vậy thì chúng ta người khởi nguồn thì chúng ta phải nghĩ lại, vì họ mà chúng ta đừng làm để họ có phước. Cho nên nói như vậy để cho chúng ta thương người thân, đừng vì người thân mà làm việc đó. Ở đây không phải làm họ ăn mà vì họ mình làm cúng. Họ không ăn không làm nhưng mình vì họ. Cái chỗ đó nói là mình cái duyên để khởi cái điểm đó. Còn dĩ nhiên mình ăn thì mình chịu, mình làm thì mình chịu, chứ người chết dính dáng gì. Nhưng mà họ có cái phần dính là họ là cái điểm khởi. Họ là điểm khởi. Cho nên nếu mà họ là điểm khởi để mình nấu cúng thì mình hãy thương họ vì điểm khởi này mà làm trọn. Nếu thương họ, thương cho trọn luôn, làm cái gì lành thiện. Thưa đại chúng, người còn sống mình này, mình vẫn ăn. Người còn sống mình vẫn ăn. Có nhiều khi trong cuộc sống đó, mình nói con vì thầy con mới làm, con vì mẹ con làm. Thì mẹ sẽ nói nếu con vì mẹ con làm việc đó thì con hãy làm mà cho mẹ được trọn. Có nhiều khi mình nói con vì mẹ mà con mới không làm việc đó. Ví dụ vậy. Cho nên cuộc sống của mình, nếu mình vì một cái việc gì đó mình làm, thì ở đây chỉ muốn nói rằng chúng ta vì người thân mà chúng ta làm cái điều đó, vì họ là khởi nguồn, thì thôi hãy vì họ mà làm trọn cái lễ đó trong một cái tinh thần thanh tịnh. Cái cúng ở đây không phải là nói vật chất mà nói đến cái sự thanh khiết. Chỉ cúng, nhưng mà cúng có cúng dỗ nghĩa là mình cúng cái truyền thống văn hóa đó cho mình, cho con cháu, chứ không phải cho người thân. Họ chỉ là cái nguồn để bắt cái nhịp cầu để cho mình tiếp nối với người sau. Người trước bắt nhịp cầu để cho người hiện tại bắt với người sau. Đặc biệt cái chỗ đó, ông bà mình á luôn luôn nhắc mình sống có thủy có chung. Thủy là ông bà, chung là về sau là con cháu. Cho nên cái cúng đó không phải cúng ai đâu mà cúng cho mình. Chuẩn bị cái dỗ đó là chuẩn bị cho mình, vì con cháu nó thấy mình làm thì mai mốt nó tiếp tục nó làm. Cho mình càng đơn giản thì con cháu nó càng dễ dàng nó học theo. Còn nếu mình
khó khăn thì nó thấy rườm rà, nó sẽ buông bỏ. Cho nên thưa đại chúng, cái ý nghĩa rước ông bà trong cái dịp ngày lễ Tết nó cũng không ngoài cái ý đó. Ông bà đâu mà rước, nhưng mà có ông bà nghĩa là anh có nguồn cội. Rước ông bà là anh trở về cội nguồn trong ngày Tết. Chứ ông bà ở đâu mà rước. Mà ông bà ở chỗ này anh phải hiểu là truyền thống cội nguồn. Người có biết rước ông bà nghĩa là có biết trở về với nguồn cội, không mất gốc. Rước là rước cái đó. Thôi mình nghỉ, hết giờ. Dạ ơi. Cái câu hỏi là tại sao mà Lăng Nghiêm gọi là quốc bảo. Thật sự trong kinh Lăng Nghiêm nó chẳng có gì mà nó liên hệ tới quốc gia chính trị mà người ta cấm, mà bởi vì nó có cái tính cách, cái bộ kinh đó là cái bộ kinh siêu tột mà nhà vua thường quý trọng, cho nên muốn giữ trong đất nước mình chứ không muốn truyền bá. Cũng giống như bây giờ bên Tích Lan á, người ta còn giữ lại một chiếc răng của Phật. Cho nên bây giờ ở nước Tích Lan á, người ta xây một cái viện bảo tàng, một cái ngôi chùa giữ cái chiếc răng Phật rất cẩn thận. Ai muốn đi vô đó là phải đi qua một cái hệ thống, gọi là như là mình đi vô phi trường vậy đó. Và không ai được thấy chiếc răng đó hết, chỉ đi ngang đảnh lễ chứ không ai mà thấy chiếc răng đó. Thì hỏi chiếc răng có gì đâu, nhưng mà bởi vì đối với họ đó là vật thiêng liêng trên họ quý. Thì cũng giống như vậy, bộ kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh chứa đựng nghĩa lý sâu màu. Thì đối với các bậc vua chúa ngày xưa, ta cũng có cái phần ích kỷ, ta chỉ muốn nếu cái gì mà là một nó mới quý. Cho nên giữ trong đất nước đó thì để làm cái gọi là cái gia sản, cái quốc bảo. Cái gì mà nhiều bản copy thì nó hết quý à. Bây giờ trong xã hội mình cũng vậy thôi. Nếu một bức tranh nào ta vẽ ra, ta vẽ một bức thì cái bức tranh đó mới quý. Còn bức tranh thứ hai ta vẽ thì nó không còn là quý nữa. Thì ngày xưa cái quan niệm người ta là cái gì một mà giữ trong nước mình thì nước mình mới có cái tiếng tâm là giữ được cái quốc bảo đó. Nhưng mà đó là tâm niệm của nhà vua muốn đưa đất nước mình. Nhưng mà tâm niệm người tu thì sao? Muốn truyền bá. Cho nên ngài mới copy cái kinh Lăng Nghiêm trong một cái bản thứ hai bằng một loại giấy để đưa ra ngoài. Có nhiều khi á, một cái điều hay người ta muốn cho vô đất nước người ta gọi là quốc cấm nữa cũng có. Pháp Hòa nhớ ngày xưa có những vị mà muốn truyền kinh cho mình đọc, hồi xưa không có dám đưa, bị bắt chết. Quý vị có đưa bằng cách nào không? Đưa cho mình một cái ống thuốc, rồi mới dở cái giấy mà cái instruction uống thuốc á, kẹp một cái đoạn kinh ở trong đó. Chỉ uống thuốc đi, dúi trong tay. Nhưng mà thật sự lấy cái chai thuốc đó ra rồi, cái người ngoài ta tưởng đưa thuốc, mà thật sự trong đó là một cái bản cái những cái lời kinh, những lời sách đó. Nhưng mà đối với một người quốc gia, người ta không muốn những cái đó phát triển thì nó trở thành quốc cấm. Rồi có nhiều cái hay mà người ta không muốn cho vô đất nước người ta nữa à. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở Houston, lần đầu tiên trong đời là bị cấm không cho đem CD vô nước Mỹ. Cái lần nó đi, cái ông Mỹ đó, ông hỏi vua đem cái gì, nói là tôi mang mấy cái dĩa Dharma Talks, Lectures. Ông nói
Tôi không cần biết, nếu Du muốn đi sáng nay là Du không được mang cái thùng này đi đeo. Trời đất ơi, Pháp Hòa phải đi ra ngoài kiếm chỗ mà gửi, mà thời may bước ra cửa thì có cái bưu điện nó kế bên. Pháp Hòa mới gửi cái thùng đó ngoài bưu điện, nhờ Phật tử ra lấy vô lại. Ông còn dẫn Pháp Hòa vô trong cái chỗ hải quan, ông dặn mấy người đó make sure cái người này trở vô đây không có cái thùng nào hết. Dễ sợ không? Chưa bao giờ mình đi Mỹ mà gặp cái tình trạng là đem một cái gì đi vào mà phạm pháp. Pháp Hòa nói ông muốn kiểm, ông cứ mở ông kiểm, tôi không bán. Những cái dĩa này là dĩa copy bình thường. Không, I don't care, I don't need to see. Nói một tràng thôi. Khi mà trả cái thùng đó lại, Pháp Hòa vừa tức mà vừa khóc mà vừa nói giọng. Nước Mỹ của ông có nhiều thứ nó còn tệ hại mà ông không cấm. Còn cái này nó có cái gì đâu mà tệ hại mà ông cấm. Ông nghe nghe thôi chứ có tác dụng gì đâu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ví dụ có những cái lành, có nhiều quốc gia ta cũng ta không muốn cái đó thì người ta cấm. Vậy thì ngược lại cũng có những quan người ta biết trọng cái đó. Mà ngày xưa cái gì mà một đất nước mà chỉ duy nhất nước đó có thì nước đó được người ta biết tới nhiều, gọi là quý hiếm, có được cái bảo vật đó. Phải không? Ví dụ như giờ tài sản thiên nhiên đi, Việt Nam mình mà có Vịnh Hạ Long, giờ có ai vô mua nhiêu cũng bán hết. Tại vì cái đó là cái tài sản của mình. Ở nước Canada Pháp Hòa là có cái thành phố tên là Banff, núi tuyết đẹp lắm. Nhật đòi qua mua với bao nhiêu tỷ, Canada cũng không bán. Ham tiền chút mà mất luôn cái đất nước, cái lãnh thổ của mình. Cũng như vậy thôi. Thôi thì chiều hôm nay mình đến đây mình tạm xong. Thì con cũng xin một lần nữa được cảm ơn thầy trụ trì ở đây cũng như tất cả đại chúng đã đóng góp công sức của mình rất nhiều để hai ngày nay chúng ta được có những cái buổi sinh hoạt Phật pháp với nhau. Và hy vọng trong thời gian sinh hoạt với quý vị từ hôm qua đến bây giờ, nếu có những cái gì sơ sót, mong trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị.